Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị cùng đón nghe một câu chuyện của tác giả Nguyễn Oren, là người lần đầu tiên hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Và câu chuyện này sẽ được diễn ra như thế nào, với các tình tiết hấp dẫn ra sao thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Trời vừa sáng thì tôi đã bị đánh thức bởi những tạp âm bên ngoài Nghĩ nhà nằm ở trục đường chính thì làm ăn dễ thật đấy Nhưng hễ cứ sáng ra một cái là còi xe đi lại cứ inh ỏi hết cả lên Còn mẹ nó mới sáng ra mà thằng nào cứ còi bô nhức hết cả đầu Tôi khó chịu ngồi bật dậy, ánh mắt bây giờ vẫn còn mơ màng Miệng không ngừng ngáp ngắn ngáp dài mà nói tục 6 giờ 30 Liếc mắt xem qua điện thoại của mình Ánh sáng màn hình đang ở chế độ cao khiến cho tôi không thể nào mà thích nghi kịp. Ngay lập tức, tôi phải điều chỉnh nó về chế độ tối nhất, sau đó thì cứ ngồi không vậy mà nhìn vào cái màu nền điện thoại. Được chừng 15 phút thì tôi cũng tỉnh ngủ mà bước xuống khỏi giường. Theo thói quen thì mỗi sáng thức dậy, tôi sẽ lên sân thượng nhà mình để đi lại vài vòng. Ngoài hít cái không khí trong lành ra thì nó còn giúp cho con người tôi khỏe khoắn ra nữa. Và ngày hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Từng bước lên sân thượng, thứ tôi cảm nhận được đầu tiên chính là những tia nắng đầu tiên của buổi sáng sớm. Nó trong lành, mát mẻ, kéo theo cả cái mùi hương đồng gió lộng, sao mà thoải mái quá vậy cơ chứ. Sau khi đi lại vài vòng cho khỏe người, tôi lấy cái ghế nhựa rồi ngồi dựa lưng xuống để đón chút nắng ấm. Theo khoa học ghi lại thì làm như thế này có thể giúp cơ thể bổ sung thêm vitamin D, mà thực tế thì tôi cũng chả biết vitamin D có tác dụng gì nữa. Đón nắng được một lúc thì tôi cũng thấy hơi nóng trong người. Hơn nữa giờ cũng đã quá 7 giờ, tôi cũng cần phải xuống ăn sáng rồi làm các việc lặt vặt nữa. Cầm cây kế rồi chuẩn bị đi xuống dưới nhà thì tôi khựng lại. Nhìn thời tiết trong lành, nhìn những cánh đồng lúa xanh mơn mờn, trong đầu tôi thoáng chốc nảy ra một suy nghĩ. Trời hôm nay đẹp thế này sao mình không đi đâu nhỉ? Dù sao thì cũng đang thất nghiệp, giặt dẹo ở nhà, chưa có làm cái méo gì đâu. Nghĩ đến là tôi lại ngồi sụp luôn xuống cái ghế nhựa và sau đó rút ra chiếc điện thoại đang để trong túi quần của mình. Chuyến đi có một mình thì thực sự buồn chán. Vậy là tôi quyết định sát rủ thằng hàng xóm nhà mình đi cùng. Thằng này tên là Kiên. Nó hơn tôi một tuổi và vừa có chuyến công du từ Đài Loan trở về. Vậy nên giờ nó cũng chỉ ở nhà ăn chơi thôi, chưa chưa có làm lụng gì cả. Do nó mới về nên tôi cũng chưa có số điện thoại của nó và thường thì bọn tôi cũng chỉ liên lạc với nhau qua facebook mà thôi tìm đến nick facebook của thằng kiên tôi bấm gọi vì tôi biết giờ này nó đang ngủ con nhắn tin thì khéo phải đến trưa nó mới trả lời mà trưa thì còn đi đâu được nữa alo alo giọng thằng kiên nói và điện thoại khiến cho tôi phải phì cười nhưng thôi không bàn luận tới điều đó tôi hỏi lại nó dậy đi Tao có cái này hay lắm Dạy cái đéo gì mà dạy Mà có gì thì nói luôn đi Thằng Kiên lè nhẹ đáp lại Hôm nay à, tiết trời hanh khô Đi bụi hóng gió tí không mày Tôi đưa ra chủ kiến Thế đi đâu? Thằng Kiên hỏi lại ừm, um, hay đi rừng Cúc Phương ở Ninh Bình đi Tôi suy nghĩ vài giây rồi trả lời Ừm um, Rừng Cúc Phương à? Tao cũng chưa tới đó bao giờ Thế đợi 8 giờ rồi đi. Thằng Kiên ậm ở rồi đồng ý ngay. Ok. Chốt xong tôi tắt luôn điện thoại. Hào hứng nên tôi đi xuống phòng mà cũng quên luôn việc phải cầm cái ghế xuống nữa. Ngồi phịch xuống giường. Tôi mở điện thoại rồi vào phần mép để tra cứu. Ồ, 150 km cơ Quãng đường này với tôi tuy không xa, nhưng với giá xăng như hiện tại thì nó cũng đáng để tôi phải suy ngẫm. Mẹ cái bọn ủ cả với Nga Cứ bèm nhau làm éo gì Bây giờ cái gì cũng bị ảnh hưởng Bột miệng nói vậy thôi Chứ tôi cũng không phải là người am hiểu gì về chính trị cả Giờ mình vẫn đang sống trong tự do hòa bình Là cũng thấy vui, thấy sướng lắm rồi Để cái điện thoại của mình sang một bên Giờ còn phải chuẩn bị nữa Dù sao cũng là đi chơi Không thể mặc quần đùi áo ba lỗ như thế này mà đi được Lên một cây đồ trắng đen sen kẽ Tôi đứng nhìn mình trong gương thì thấy rất hài lòng. Tôi tấm tắc. Được, bộ này được. Chưa kịp tự sướng được bao lâu thì chiếc điện thoại tôi để trong phòng lại réo lên những tiếng kêu inh ỏi. Mở cửa nhà tắm, tôi quay trở lại phòng, cầm lên chiếc điện thoại, trên màn hình là thông báo gọi nhỡ của thằng Kiên. Mở khóa màn hình, tôi gọi lại cho nó. Alo, thế mày đã xong chưa? thằng kiên hỏi ngay khi bắt máy xong rồi đang định ra nhai miếng bánh trưng tía đi cho đỡ đói tôi đáp lại mẹ tháng ba rồi mà còn bánh trưng bánh chéo gì hả mày giọng nói của nó có phần ngạc nhiên lắm cũng phải thôi bình thường ra tết độ tầm chục hôm là bánh trưng bánh dày đã sạch nhẵn rồi đằng này tháng ba rồi mà vẫn còn bánh trưng nó ngạc nhiên cũng phải à Nhà mới gói thêm chục cái cho con em nó mang đi. Thôi đợi tí nhá, tầm 5 phút. 5 phút là tao ra ngay. Tôi nói với nó rồi sau đó tắt điện thoại và chạy một mạch tới phòng bếp. Nhìn miếng bánh trưng ngon lành đang được đậy trong lồng bàn. Tôi không muốn kiểm hãm thêm một phút giây nào nữa. Đưa tay với lấy chiếc đũa trên giá chặn, tôi mở lồng bàn rồi cắm cái phịch và miếng bánh trưng. Mặc dù trong Tết cũng cắn ngập mồm rồi, cơ mà sao giờ ăn vẫn thấy ngon thế không biết. Đang cảm nhận miếng thịt béo ngậy thì điện thoại tôi lại réo lên. Lại là thằng Kiên gọi. Đây rồi, ch ch chờ tí, đang dở mồm. Tôi vừa nhai miếng bánh vừa nói vào trong điện thoại. Mày có nhanh lên không? Thằng Kiên gắt lời. Tôi cũng kệ mẹ nó mà tắt luôn điện thoại rồi tiếp tục thưởng thức. Mười phút trôi qua, sau khi hốc xong hai miếng bánh trưng và mang một cái bụng no căng, thì tôi cũng bước chân ra bên ngoài cửa. Dắt chiếc xe của mình xuống dưới sân, tôi đã thấy thằng kiên chống cằm ở xe, vẻ mặt u ám thấy rõ. "Thế mày chưa ăn gì à?" Tôi hỏi nó. "Chưa, thế mở bảo 5 phút mà chờ lâu vãi, mà đi hai xe à?" Nó trả lời rồi hỏi lại tôi với vẻ ngạc nhiên. "Ờ, ngồi sau xem bản đồ chán lắm. Hôm nay đi hai xe cho thoải mái." Mà chuẩn hơn thì tao cũng chả muốn giao tính mạng của mình cho mày. Chạy xe mà cứ đi như đua với tử thần ấy. Thằng Ken vẫn nét mặt đó, nó đáp lại. Giá xăng thì cao bỏ mẹ ra còn đi hai xe. Thế rồi không có thằng nào xem bản đồ thì mày đi kiểu gì. Thực ra cung đường này tôi cũng đi qua một hai lần rồi. Theo trí nhớ thì tôi vẫn nhớ đường. Vậy là tôi trả lời nó với một giọng đầy chắc chắn. Tao biết đường, mày không phải lo, được anh tin tưởng chú nó cật đầu đáp lại hai thằng tôi sau đó bắt đầu cuộc hành trình của mình trong một giờ đồng hồ đầu tiên tôi đưa nó đi trên tuyến đường dựa theo trí nhớ của mình thằng bé lúc này đi chậm lắm nó luôn luôn giữ khoảng cách và đi sau xe tôi tưởng chừng tôi có thể dẫn nó tới được điểm đến nhưng không con đường trong trí nhớ của tôi nay đã sửa lại và nó được trẻ nhánh dẫn đi một nơi khác bản thân tôi lúc này cảm thấy mơ hồ nên mới dừng lại và ra hiệu cho nó. Mày nghe nhạc à? Tôi bước khỏi xe và đi lại chỗ nó rồi hỏi. Làm sao đang đi lại dừng lại thế hả? Nó tháo cái mũ phun phây ra rồi hỏi lại. Có cầm tay nghe thì mở bản đồ lên. Tao với mày lạc mẹ nó mất rồi. Tôi vừa cười vừa nói để cho thằng Kiên không bắt lỗi được mình. Cái gì cái gì? Lạc à? Thế mà bố cứ tưởng mày biết đường. Thằng Ken tròn mắt nhìn tôi, sau đó nó nói mà giọng kéo dài như cái bơm xe đạp vậy. Uhm, thì lúc trước đi vào đây thấy nó không giống như này, giờ dạ, tao thấy lạ lắm. Và thôi, đeo tai nghe thì cứ mở lên, máp nó chỉ. Thì thoảng nó nói mấy câu thôi, ảnh hưởng gì tới mày nghe nhạc đâu. Tôi chẹp miệng cố gắng bảo nó. Thằng Ken thấy không còn cách nào nữa thì cũng nghe theo lời tôi. Nó mở bản đồ vào trong vai của người dẫn đường. Nếu trước đó tôi đi khá chậm Thì bây giờ lại hoàn toàn khác Để thằng Kiên dẫn trước Nó dường như chỉ biết hết ca hết số Đường quốc lộ 1A đẹp bao nhiêu Nhắn bao nhiêu Thì tốc độ của nó lúc đó Cũng tương đương như vậy 106 km h Tôi đã mắt xuống Thì đã hơn 100 km h Tốc độ đó đủ khiến cho tôi tan xác Nếu như bị va chạm Nhưng nó vẫn chưa đủ để theo kịp thằng Kiên Phía trước có đèn đỏ, lúc này tôi cũng đã bắt kịp được nó. Đứng dừng chờ đèn đỏ, tôi đưa tay vỗ vỗ và càng xe nó rồi nói. Mày đi chậm thôi, muốn đi ngắm gà khỏa thân hay sao mà chạy như được mùa thế? Thằng Kiên nhìn tôi rồi đáp lại. Đi với tốc độ của mày thì tối mới tới nơi à? Lời nói vừa dứt thì đèn tín hiệu cũng chuyển sang màu xanh. Chiếc xe khực khực vào số rồi lại tiếp tục lao đi. Thằng Kiên vẫn không thay đổi gì cả. Nó vẫn hết ca hết số như đang chạy đùa với tử thần. Chạy theo chỉ dẫn của bản đồ, chúng tôi mất gần 2 tiếng nữa thì cũng tới được con đường đi vào rừng Cúc Phương. Sau khi dừng ở ngoài mua hai vé và làm mấy tấm ảnh kỷ niệm, thì bọn tôi được hướng dẫn đi vào tham quan khu rừng. Theo hướng dẫn, bọn tôi cần chạy khoảng hơn 10 km nữa thì sẽ vào tới trung tâm khu rừng Cúc Phương vì cả hai đều chưa đi bao giờ, vậy nên cứ chạy một mạch vào bên trong đấy thôi. Đến khi tới được khu trung tâm thì cũng gần 12 giờ. Bụng chúng tôi lúc này cũng đã đói meo, nhân tiện ở đây cũng có chỗ gửi xe, ăn uống, vậy là bọn tôi tạt luôn vào. Cháu gửi hai cái xe, ở đây có cái gì ăn không hả cô? Thằng Kiên nhìn bà cô đang đeo tạp dề rồi hỏi. Thằng này hỏi câu ngu vãi đái ra mẹ quán ăn người ta không bán đồ ăn thì bán mai thúy à có chứ thế uh, hai đứa ăn gì nào bà cô vừa nói vừa chỉ tay dẫn chúng tôi ra quan sát một cái bảng chứa thực đơn của quán mẹ ăn gì thằng kiên hỏi tôi ờ à, ăn gì chả được cứ gọi đi tôi nhìn những món được kê mà chẳng chọn được món nào nên thôi để cho thằng kiên quyết định bà chủ quán thấy hai thằng đắn đo thì cất tiếng chưa biết ăn gì thì cứ đi lên núi một vòng Vừa đi vừa suy nghĩ Tí xuống rồi ăn sau cũng được Một đề nghị rất hợp lý Nhưng sau khi băng đường xong Thì tôi mới biết đó là một quyết định vô cùng ngu ngốc Vâng Thế tí bọn cháu quay lại ăn sau vậy Bà đường lên rừng đi hướng nào vậy cô Tôi hỏi lại cô chủ quán Hai đứa cứ đi ra con đường nhỏ kia kìa Nhanh Vừa có hai em sinh gái cũng lên đấy đấy Hai thằng ế ẩm bao nhiêu năm, nghe thấy có mùi gái thì đạo rực hẳn lên. Vậy là chúng tôi chào bà chủ quán rồi tạt té đi. Ta tới cái biển chỉ dẫn, thằng Ken nhìn cái biển xong quay sang nhìn tôi hất hàm hỏi. Ba km đấy, có đi được không? Tôi gật đầu. Có ba km thôi. Đi. Nói rồi cả hai thằng bắt đầu xông pha vào rừng. Thời tiết ở đây bây giờ cũng không nắng như chỗ tôi. Khi đi vào rừng chừng 20 phút thì tôi bắt đầu cảm nhận rõ cái sự âm u và ẩm ướt của nó. Mẹ nghĩ có hai thằng đi trong rừng thế này cũng kinh mày nhỉ. Tôi quay đầu lại hỏi thằng Kiên. Dịch dã thế này có tao với mày dở hơi mới đi chứ có ai đi. Thằng Kiên đáp lại. Bà nghĩ cũng lạ nhỉ. Mẹ cứ vẩn như chó rái suốt ngày mà vẫn bất tử. Xung quanh thì ép không sạch hết rồi. Tôi cười rồi nói đùa với nó nhìn mày còn cái gì nữa đâu mà nó ký sinh thằng kiên buông lời đáp ồ đúng tao thấy con khỉ mày ạ à. tôi chưa kịp đáp lại thì có âm thanh loạt soạt phía trước quay ngoắt ra nhìn thì thấy có cái gì đó dáng như con khỉ vụt qua điêu mẹ rừng này lấy đâu ra khỉ thằng kiên không tin lời tôi nói tôi cố chứng minh ô mày cứ làm như tao nói đùa ấy nhỉ mẹ tao nhìn rõ cái gì như cái đầu ấy hoặc cũng có thể là mông của nó mà đêm mở khi không sống ở rừng này thì sống ở rừng nào tôi hỏi lại thằng kiên thằng kiên đưa tay đẩy tôi đi về phía trước rồi nói thôi đi đi nhanh không hai em kia đi mất bây giờ à ừ mà có khi nào bà ấy bịp mình để mình lao đầu lên đây không nhỉ tôi đáp và hỏi lại thằng kiên lắc đầu đáp ai mà biết được Đi nhanh còn về mà đớp Ờ ừ. Hai thằng bọn tôi lại tiếp tục đi Nhưng càng đi thì bậc thang càng dốc Tôi bây giờ đã thở chẳng còn ra hơi nữa rồi Người tôi khom xuống Hai tay bám chặt chống xuống hai đầu gối Và tiếp tục leo lên những bậc thang dốc đứng ô, Có, có, có gái thật mày ạ Thằng Kiên giờ đã đi trước tôi Nó dừng bước rồi quay lại nhìn tôi Ánh mắt nó giờ sáng lên như một viên pha lê Vừa mới ra lò Gái, gái, có thật à? Tôi vừa thở vừa hỏi lại thằng Kiên Thằng Kiên cười Cái đầu nó không ngừng hất hất về phía trước Tạo à, nghe thấy có người nói rồi Nhanh Nó thúc giục rồi bỏ mặc tôi đang lê lết trên những bậc thang Đúng như lời thằng Kiên nói Tôi lên đến chạm dừng chân thì đã thấy nó ngồi chém gió với hai em gái ở đó À không, chính xác thì có một Bởi người còn lại có lẽ là hơn tuổi chúng tôi gì mà thở gấp thế một trong hai bạn nước kia hỏi khi thấy tôi xuất hiện mệt mệt chị ạ à? thực ra là tôi cũng muốn bắt chuyện lắm nhưng mà bây giờ thở còn không nổi thì tán gẫu cái kiểu chó gì nữa tôi ngồi sụp xuống cái ghế đá tay móc ra bao thuốc rồi đưa lên châm lấy một điếu đi rừng quên mua chai nước nên giờ cổ tôi thấy khan lắm kéo khói thuốc vào mà tí giặc cũng may là tôi kìm lại được chứ không hai bạn kia lại tưởng tôi bị nhiễm virus thì chết. Ui, con vắt này! Bất ngờ thằng kia nói lớn rồi chỉ tay vào ống quần của nó. Tôi lúc này cũng quay mặt ra. Bé giờ tôi chỉ nghe tên con vắt, chứ nào đã thấy bao giờ đâu. Mày, mày để yên tao xem nào. Tôi ngó đầu xuống một chút để quan sát kỹ hơn. Cái con vắt này thì nó nhìn cũng như con run đất thôi. Khác cái là nó nhỏ hơn, và bám hình như chỉ mỗi đầu thôi Còn thân thì cứ uốn lượn như loang quang ấy Mày để tao Tôi cầm cái bật lửa lên toàn đốt Thì thằng Kiên ngăn lại Mẹ sao mày ngu thế Đốt thế cháy mẹ mày hết quần của tao à Cháy làm sao được Thôi đưa cái bật lửa đây Thằng Kiên dặn cái bật lửa Rồi dùng nó để gạt cái con vắt kia ra Nhìn nó lóng ngóng tôi ngớ mắt liền lấy tay của mình rồi giựt ra. Có thế thôi, mày sợ bẩn tay à? Thằng Kiên không nói gì, hai thằng nghỉ ngơi thêm một lúc thì cũng đứng dậy. Hai bạn nữ kia lúc này cũng đứng dậy theo, một trong hai lên tiếng nói. Ơ, ờ, đi à? Vậy đi cùng cho vui. Cái giọng con gái ninh bình nghe nó ngọt vậy thì làm sao bọn tôi từ chối được cơ chứ? Vậy là hai thằng bọn tôi đi trước, còn hai bạn đó đi sau Quá trình xuống núi cũng chẳng nói chuyện gì nhiều Bởi mệt bỏ bố ra rồi Thì còn hơi đâu mà nói nữa Đến khoảng 14 ba 30 Thì cả đám bọn tôi cũng xuống núi Việc đầu tiên hai thằng tôi làm Chính là gọi hai chai nước Cô chủ quán đem nước ra rồi hỏi Thế à, hai thằng giờ đã nghĩ xem ăn gì được hay chưa? Nói thật chưa giờ mệt quá cũng khó mà xuôi cơm Vậy là tôi gọi một bát phở Còn thằng Kiên thì gọi một suất cơm rang Ăn uống xong thì cũng đến 15 giờ. Hai thằng bọn tôi gửi tiền chủ quán rồi quyết định ra về. Trước lúc về cũng không quên gửi lời chào tạm biệt tới hai bạn nữ kia. Trời này có khi sắp mưa rồi đấy mày ạ. À? Thằng Kiên thấy bầu trời u ám thì quay sang nói với tôi. Thế thì đi nhanh lên, chứ trong rừng như thế này thì lấy đâu ra áo mưa cho mày mặc. Không nói thêm gì, bọn tôi lên ga rồi tiếp tục chạy theo con đường rừng. Đi tới điểm để xe thì thằng Kiên phía trước bỗng khực khực rồi dừng hẳn lại. Tôi thấy lạ, nên cũng dừng lại theo nó. Làm gì mà phải dừng lại thế? Thằng Kiên dựng xe rồi bước xuống. Nó chỉ tay sang phía cây cầu dẫn đi đâu đó rồi nói. Dừng lại chụp quả ánh. Mà ở đây có cái hang động gì này? Có 200 hay 300 mét thôi. Đằng nào cũng tới rồi. Vào một tí rồi về luôn. Tôi cũng bước xuống xe, đi lại nhìn nhưng vì chữ trên tấm bảng đã chóc nên tôi cũng chẳng còn thấy rõ quay sang thằng kiên tôi nói mồm mày vừa bảo trời sắp mưa đấy đi thằng kiên giờ như chẳng mấy bận tâm tới điều đó nó thúc người tôi một cái rồi sau đó bước đi trời vốn âm u nên càng đi sâu vào tôi lại càng thấy lạnh lúc này muốn mặc cái áo khoác nhưng chợt nhận ra áo khoác đã để ngoài xe mất rồi Vậy là thôi cũng đành co thắt hai tay lại mà đi theo thằng Kiên đang ở phía trước. Nói là 300 mét nhưng hai thằng chúng tôi phải đi mất chừng gần 30 phút. Cũng phải, vì đây là đường núi chứ có phải đường bằng đâu mà đi nhanh được. Đây, chắc là đây rồi mày ạ. À. Thằng Kiên quay lại nói với tôi. Tôi lúc này ngoái lên nhìn thì cũng thấy có vài hốc đá thụt vào trong, thò ra ngoài. Ờ, ừ, chắc là vậy, cả hai thằng bọn tôi đi thêm vài bước nữa thì cũng tới một cửa hang thứ đầu tiên đập vào mắt bọn tôi lúc đó là vài nấm mộ có đặt lư hương tiền giấy thì cũng rải ra khắp cả tôi lúc này bắt đầu cảm thấy hơi lạnh người quay sang thằng kiên tôi nói thôi uh, thôi đi xuống đi thằng kiên ngó đầu vào bên trong rồi đáp lại thử vào trong xem nào dù sao cũng uh, đã đi lên tới đây rồi thế uh, vái mấy cái đi rồi vào Nghe thằng kia nói vậy tôi cũng đành chẹp miệng mà theo ý của nó. Hai thằng bọn tôi chắp tay vái mấy cái rồi cùng nhau đặt chân vào bên trong. Trong hang động chẳng có đèn đóm hay gì cả. Chỉ chưa tới 10 mét so với miệng hang. Nhưng giờ ở đây đã tối om. Nếu không phải vì màu áo thằng kia đang mặc thì có lẽ tôi cũng chẳng biết nó đang đứng ở vị trí nào. Trong này cứ sao sao ấy. Thôi đi ra đi. Tôi thấy không ổn nên quay qua nói với nó. ở ừ, đi, có hai thằng tao thấy cũng bắt đầu thấy sao sao rồi ấy. Lời thằng Kiên vừa dứt, hai thằng tôi vừa quay người thì trời bỗng dưng nổ một tiếng sấm, nghe sao mà nó kinh thiên động địa. Chiếc điện thoại tôi đang cầm trên tay lúc đó cũng chút nữa rơi xuống vì tiếng sấm. Thôi xong. Thằng Kiên đi trước rồi dựng lại nói một cách vô thức. Nhìn những hạt mưa đang rơi như chút nước, gió rồng nổi lên khiến cho những tán cây rừng đung đưa dữ dội, nó tạo ra những âm thanh đít và hang động nghe vô cùng ghê người. Lỡ trời như thế này mày đi kiểu gì xuống? Tôi lắc đầu chán nản rồi quay sang nói với thằng kiên. Mưa vẫn cứ rơi không ngớt, gió vẫn cứ thổi chẳng ngừng. Trời bây giờ cũng tối thui, khiến cho hang động này chẳng còn hứng thêm được ánh sáng nào nữa. Tôi thấy bất an nên rút điện thoại ra, toàn để giải trí một chút cho đỡ buồn nhưng nhìn điện thoại chẳng có sóng, tôi bất lực nói. Điện thoại không có sóng, giờ mới xác định là xong con mẹ nó rồi đây này. Thằng Kiên cũng rút điện thoại nó ra xem thử, sau đó nhìn tôi mà đáp. Thôi đợi tí nữa chắc là trời nó tạnh mưa thôi. Tôi cũng chẳng biết nói gì nữa, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn ra bên ngoài, với hy vọng lời thằng Kiên nói sẽ thành hiện thực. Bởi nếu như giờ mà đi xuống, Mưa gió thế này rất dễ làm cho chúng tôi gặp nguy hiểm Mà đã xảy ra nguy hiểm Thì chẳng biết gọi ai để cầu cứu Vì điện thoại làm gì có sóng để mà gọi Mẹ cái thằng này Đứng đây đã sợ bỏ mẹ ra rồi còn làm cái gì thế Thấy như có ai đó đứng phía sau Thổi hơi lạnh vào cái mình Tôi lập tức quay phát ra mà nói Gì? Tao có làm gì đâu Để ý thấy thằng Kiên giờ đang đứng cách xa tôi 2 mét Thì tôi cũng hơi bất ngờ Tôi hỏi nó Mày đứng đó từ khi nào thế? Từ nãy tới giờ tao đều đứng đây mà mày bị làm sao vậy? Thằng Ken ngơ ngác trả lời rồi hỏi lại. Ủa? Chứ tao tưởng nãy giờ mày đứng cạnh tao. Vẻ mặt tôi bây giờ lo lắng thực sự mà hỏi lại nó. Mày điên à? Mẹ hai thằng đực mà đứng cạnh nhau làm gì? Nó đáp lại. Tôi mơ hồ, bảy nãy giờ tôi chỉ chú ý ra bên ngoài chứ không mấy quay sang bên cạnh. Nhưng mà rõ ràng tôi luôn cảm thấy như bên cạnh mình đang có ai đó đứng cùng Cho tới bây giờ Khi thằng kia nói vậy Thì tôi biết nếu ở đây thêm nữa Thì chắc chắn sẽ có chuyện không tốt xảy ra Này Mày làm sao thế Sao mặt cứ nghệt ra thế Thằng kia đi lại gần tôi rồi vỗ lên vai tôi mà hỏi Tôi không đáp lại nó Và từ từ quay mặt ra nhìn mấy nấm mồ Trong tôi bây giờ khẽ rùng mình lên một cái Nhưng đây không phải cái lạnh do thời tiết gây ra mà là Tao Tao nghĩ tao bị Bị ma trêu rồi mẹ ạ à? Tôi lắp bắp nói nhỏ với thằng Kiên Cái đầu tôi lúc này Lại từ từ ngoái nhìn vào những nấm mồ Phía sau lưng của mình Ma với quỷ gì Vỡ vẩn Thằng Kiên cười rồi nói với giọng chọc quê tôi Những uh, ngôi mộ này chẳng biết nằm đây Từ khi nào, từ bao giờ Nhưng tao nghĩ là họ không di chuyển Là cũng có lý do cả đấy Tôi nhìn thằng Kiên mà nói Ánh mắt tôi vẫn giữ đầy sự lo lắng bảy cứ khéo nghĩ linh tinh Thôi uh, chờ thêm tí nữa chắc là tạnh mưa thôi quay bộ thằng Kiên nó chẳng phải người tin gì vào ma quỷ Vậy nên những lời tôi nói dường như chẳng khiến nó để bụng tới Bất lực Tôi sau đó cũng im lặng mà không nói thêm lời nào nữa cả Đứng chưa được 5 phút thì tôi lại nghe như có âm thanh gì đó vang vọng từ bên trong động hát ra quay ngoắt sang thằng kiên tôi hỏi này mày nghe thấy gì không thằng kiên vẻ mặt vẫn tỉnh bơ hỏi lại tôi ờ uh, không à có tiếng gió với tiếng mưa mày giờ lại sao vậy tôi đi sát chỗ thằng kiên rồi nói nhỏ tao nghe cứ như có ai đó vừa khóc lại vừa cười đấy mày ạ à. thằng kiên nghe xong đẩy tôi một cái và còn bồi thêm một cú sút nữa sau đó nó nói Mẹ cái thằng này Mày thần hồn nát thần tính rồi à? Ở đây có mỗi tao với mày Miệng cười chưa hết lấy đâu ra mà khóc Mà có bê đê thì đứng ra chỗ khác chơi Không phải giả ma giả quỷ mà sáng vào tao Cái thằng chó này Tao nói thật thì không tin Tôi chửi nó rồi quay trở về vị trí cũ của mình Đứng bờ vờ lạnh lẽo mất thêm 20 phút Thì trời bên ngoài cũng ngớt mưa Nói thật thì trong cái khoảng thời gian vừa trôi qua Mặc dù là tiếng mưa tiếng gió nó rít to lắm Cậu mà vẫn chẳng thể nào áp đảo nổi cái âm thanh gai người kia Sau khi đưa tay lên lau đi chút nước mưa dính trên mặt Tôi mới quay sang nói với thằng Kiên Ngớt... ngớt mưa rồi Thôi... thôi à, tao với mày chuồn đi Ừm... Um, cũng ngớt thật rồi Mà vẫn bị ma nó trêu à Sao tao thấy mặt mày xanh sao thế Thằng Kiên gật đầu đáp rồi nó cười đều hỏi lại tôi Ờ... Uh, không... không là méo gì đâu. Tôi chẳng dám nhận vì sợ thằng này sẽ chọc tôi đến điên mất. Ừ, thế không có gì nữa thì đi xuống thôi. Thằng kia đáp lời rồi bước một chân lên phía trước. Tôi lúc này có quay người lại để nhìn vào hang động một lần nữa. Trong không gian tối om ấy, tôi loáng thoáng nhìn thấy thứ gì đó. Bản thân tôi lúc đó cũng chẳng dám chắc là gì. Thay vì nhìn kỹ thì tôi chọn cách bỏ chạy. Thằng Kiên thấy tôi vượt mặt thì ngơ ngác lắm. Đợi khi xuống chỗ để xe, nó mới nhìn tôi mà hỏi. Mẹ, đường núi mà mày chạy như thế thì có ngày xanh cỏ. Mà đã ngã thì chỉ có chết thôi, chứ cũng chẳng sống được đâu. Tôi đổi vội cái nón bảo hiểm rồi sau đó leo luôn lên trên xe. Ổn định tôi mới trả lời lại. Đúng hôm nay tao gặp ma rồi. Đi thôi, đứng đây nữa chắc tao đau tim mà rụng luôn chứ chẳng cần phải ngã đâu nói rồi tôi để nổ xe rồi phóng đi chạy ra tới cổng thì trời bây giờ cũng đã tạnh mưa tôi nhìn đồng hồ thì cũng gần 5 giờ ngay khi ra khỏi cổng tôi hỏi thằng kiên bật bản đồ lên đi thằng kiên nhăn mày đáp còn cái cục cứt pin ấy mà bật thế điện thoại mày đâu đây nhưng có mạng éo đâu mà xem tôi trả lời nó sau đó rút điện thoại của mình ra xem thử Mặc dù không có mạng Nhưng máy tôi có bản đồ ngoại tuyến Xem xét một lúc Tôi quay qua nói với thằng Kiên Rồi đi thôi Chạy ra được quốc lộ 1A là về được đến nhà Không phải lo Thằng Kiên gật đầu Cả hai chúng tôi lại tiếp tục cung đường ghi nhớ được một phần đường về Nên hai thằng tôi chạy mát máy lắm Tuy nhiên cái gì đến thì cũng chả bao giờ mà tránh được cả. Chạy về tới Phủ Lý thì còn khoảng 20 km nữa là chúng tôi cần rẽ để về hưng yên trước đó tôi đã can dặn thằng kiên nên đi chậm lại để chú ý lối rẽ nhưng mà nó đã bỏ mặc lời nói của tôi kết quả là chúng tôi đã lạc mất nhau lần này là lạc theo kiểu mất tín hiệu vậy nên cũng chả thằng nào đợi thằng nào mà ai về được nhà trước thì về thôi về tới nhà thấy xe thằng kiên chưa có ở nhà tôi mới lấy điện thoại của mình ra gọi lại thử Gọi vài cuộc liền nhưng vẫn chẳng có tín hiệu. Bất lực, tôi chẹp miệng mà nói thầm. Thôi thì đợi thằng này về thì chọc nó sau vậy. Cứ đóng cho cố rồi giờ chắc vì còn mẹ nó lên Hà Nội rồi. Trời tới tối đêm hôm ấy thì thằng Kiên mới gọi lại cho tôi. Đã bảo Phi nhầm lên Hà Nội và giờ mới về đến nhà. Nghe giọng hồi âm của nó mà tôi bật cười. cười. Tao đã bảo ngay từ đầu rồi. Đóng thì đóng nó chậm thôi. Cứ mắt tay bảo sao chẳng phí cụ mày lên Hà Nội Thế giờ về nhà rồi chứ gì Tôi hỏi lại nó cho chắc chắn Ừ về rồi Thôi tắm cái đi ngủ Có gì mai nói Nó nói rồi cũng tắt điện thoại luôn Sáng ngày hôm sau Ngay khi thức dậy thì tôi đã thấy ba của gọi nhỡ Thêm đó là một đống tin nhắn chờ Do thằng Kiên gửi tới Ngạc nhiên tôi mở điện thoại ra xem thử Tối qua hình như tao gặp ma rồi. Sợ vãi gặp cứt ra. Đêm mở, à, đêm hôm hét toáng lên. Làm ông bà cứ tưởng thằng này chơi đồ. Rất nhiều tin nhắn có nội dung tương tự như vậy. Đọc xong thì tôi gọi lại luôn cho nó. Alo, alo, mày dậy rồi đấy à? Thằng Ken bắt máy rồi hỏi lại tôi. Ờ, dậy rồi. Dậy rồi thì bố mày mới gọi cho mày chứ. Cơ thể tối qua mày làm sao? Tôi trả lời và hỏi lại nó. "Mày đi lên gác ra ban công đi rồi tao kể cho. Có gì mà vội vã thế à?" Nghe giọng Thằng Kiên lúc đó thấy nó bối rối lắm, điều này khiến tôi phải hỏi lại nó thêm lần nữa. "Cứ ra đi, nhanh, nhanh nhá." Thằng Kiên thúc giục. "Ờ, ra luôn đây." Tôi tắt điện thoại, sau đó giữ nét mặt tò mò mà đi lên ban công tầng 2 vừa mở cửa bước ra thì tôi đã thấy thằng Kiên đứng chống tay ngoài lan can. Vẻ mặt nó bây giờ chán đời lắm. Chào sang đây. Thấy tôi nó quay ngoắt ra rồi nói. Sang làm gì? Đứng đây mà nói thôi. Tôi đáp lại. Mặc dù nhà tôi và nhà nó chỉ cách nhau mái tôn có 1,5 mét. Sang đây mới nói được. Đứng bên đấy thì tao nói cái kiểu gì? Miễn cưỡng nên tôi cũng trèo qua nhà nó rồi, nói đi. Tôi chẹp miệng mà nói với nó. Thằng Kiên đứng dựa lưng và lan can, vẻ mặt bắt đầu trầm tư. Xong nó kể. Hôm qua lúc đi về ấy, tắm táp xong là tao lên giường ngủ luôn. Mà cái lúc đang mơ màng thiêu thiêu chuẩn bị ngủ rồi đấy, thì tao có cảm giác lạ lắm. Kiểu, kiểu như có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh mà lại không làm được gì ấy. Bóng đẻ thôi chứ có cái đếch gì đâu Tôi chèn ngang đoạn chuyện của nó Kể ra thì cái bóng đèn này ngày trước tôi gặp nhiều lắm Đặc biệt là vào tháng 7 âm lịch Gần như là ngày nào tôi cũng bị Đợt đó sợ quá mà tối nào tôi cũng phải để bóng đèn thì mới đi ngủ được Bởi vậy nên ngay khi thằng Kiên nói là tôi biết ngay nó bị bóng đèn Chưa hết đâu Mẹ cái lúc tao tỉnh ấy Mày biết tao thấy gì không? Tôi ngạc nhiên hỏi lại nó luôn Mày thấy cái gì? Nó rụng mình một cái rồi nhìn thẳng vào tôi mà trả lời Thấy một cái xác Để mở nó nằm ngay bên cạnh rồi nhìn chăm chăm vào tao Và cái xác còn như kiểu cái xác khô ấy Tao sợ quá hét lên rồi nhảy luôn xuống giường cờ mà khi tao bật điện lên Thì lại không còn thấy gì nữa Sợ vãi ra luôn ấy Kiến thức về tâm linh thì tôi cũng biết chút đỉnh Khi nó kể tới đoạn này Thì tôi cũng nghĩ chắc thằng này không phải bị bóng đè Mà bị ma trêu ma ám vào thật ngoài điên lạc ra thì hôm qua mày còn đi đâu nữa không thế tôi nheo mắt nhìn thằng kiên với vẻ nguy hiểm và đặt câu hỏi cho nó không tao về luôn chứ có đi đâu đâu thằng kiên trả lời một cách ngây thơ ờ ừ, thôi trước mắt hãy cứ xem là một giấc mơ đi tối nay tối mai mà thấy tiếp thì lúc đó tính sau quá tam bà bận cái gì cũng phải từ từ không có đi đâu mà phải sợ cả tôi chọc nó một chút quá tam thì tao rụng tim luôn ấy Mày không thể nào mà tưởng tượng nổi gương mặt ấy đâu Trông, trông nó kinh dị lắm Thằng Kiên quay đầu nhìn về phía những cánh đồng lúa Ánh mắt nó bây giờ trở nên bất lực lắm Thôi, không phải sợ Cái gì cũng phải bình tĩnh Mẹ mới gặp có một lần mà đã xón đái ra như thế này rồi thì còn làm ăn gì Tối nay gặp nữa thì mai sẽ nghĩ cách Tôi động viên nó Nhưng nghĩ lại mình của ngày hôm qua cũng chẳng khác nó bây giờ là mấy <laughs> Thằng Kiên không nói gì Mà chỉ thở dài một hơi Thôi cứ thế nhá Giờ về đi nét đây Hay mày có đi tí để giải trí cho bớt căng thẳng không Tôi trèo lên thành lan can rồi quay lại hỏi nó Thôi mày đi đi Tao nghỉ game lâu rồi Với cả tối qua cũng có ngủ được đâu Giờ vào chợp mắt cái đã Nói rồi thì thằng Kiên cũng quay người vào Còn tôi thì cũng nhảy trở vào nhà của mình Ăn uống xong Tôi đã dắt xe của mình xuống dưới sân Xe vừa dắt xuống thì tôi thấy mẹ thằng Kiên. Bà ấy thấy tôi thì lập tức hỏi. Thế à, hai thằng quỷ chúng mày hôm qua đi đâu thế? Bọn cháu đi chơi thôi. Tôi đáp lại. Chơi cái gì mà đêm mới về, xong còn gạo âm lên. Mẹ thằng Kiên nói mà mang cái vẻ mặt sát phạt nhìn tôi. Bác cứ nói thế nào ấy, cháu chuẩn bị nhận bằng khen thanh niên ngoan nhất xóm của xã tới nơi rồi. Tới nào cháu chả về trước 9 giờ mà đêm hôm gì? Thôi, các ông thì giỏi rồi, mẹ thằng kiên nói với vẻ bất lực. tôi cũng không nói thêm gì mà phóng xe chuồn đi. hôm nay hét cũng có bạn có bè, lâu ngày không hội họp nên mấy anh em chúng tôi chiến game từ sáng tới tận tối mới mò về. bữa trưa của chúng tôi cũng khá đơn giản, đó là mì tôm trứng và chai sting. những thứ tuy không cao sang nhưng lại là cái gì đó rất đặc biệt của mỗi game thủ. sau khi về nhà tắm rửa cơm xong thì tôi trở lại phòng của mình nằm trên giường bây giờ cũng chỉ biết lướt facebook và thả tim ảnh của gái thôi chứ cũng chẳng có biết phải làm gì cả vừa kéo kéo được mấy táp thì có tiếng tin nhắn tới không ai khác mà chính là của thằng kiên mày về chưa hay tối nay tao sang nhà mày ngủ nhé nó hỏi tôi tôi vốn dĩ có lòng thương người mà đây lại là thằng hàng xóm nhà mình chơi với mình từ thời cởi chuồng tắm mưa tới bây giờ cũng thật khó mà bỏ mặc nó được. Tôi nhắn lại. Cứ tính theo giá nhà nghỉ thôi. Thế tao thả làm mẹ nó nhà nghỉ cho lành. Nó xem rất nhanh và cũng trả lời rất nhanh. Ra đó thì mày cũng ngủ một mình. Nếu muốn thêm mình nữa thì mất thêm 4 lít. Tôi trả lời lại. Thế mày miễn phí à? Thằng này sắp dẹo tới nơi rồi mà vẫn còn cợt nhà. Tôi khó chịu nhắn lại luôn biến. Thôi đùa thôi, lên gác mở cửa đi. Nó nhắn lại cho tôi. Tôi cũng không chấp vặt với nó làm gì nữa. Tôi rời khỏi phòng rồi sau đó đi lên gác mở cửa. Cửa vừa mở thì thấy thằng Kiên đứng trước mắt. Cái để mở, mà, mày làm tao giật cả mình. Tôi giật mình lùi lại một bước. Không muốn mày đợi, nên tao nhảy sang đây luôn. Thằng Kiên cười trừ đáp lại, nhưng mà thằng này giờ có cười tôi cũng thấy nó không thể tươi lên nổi. thôi nhanh, để mở, đêm hôm lạch cạch ông bà bô lại chửi. tôi thúc giục nó. xuống đến phòng, tôi để nó nằm ngoài nhưng nó không đồng ý. nó nói, thôi mày để tao nằm trong cho, nằm ngoài sợ lắm. tôi thắc mắc, nhìn ra cửa với nhìn vào tường nó có gì khác nhau à? nhìn vào tường nó còn đỡ sợ. thằng kiên đáp lại, tùy mày. Nói rồi tôi để nó nằm vào trong nước Còn tôi thì đi tới phía công tắc điện Toàn đưa tay lên tắt điện Thì thằng Kiên buông lời chặn lại Thôi cứ để điện mà ngủ Giờ tắt đi tôi om kinh bỏ mẹ ra Chiều theo ý nó Nên tôi cũng cứ để điện vậy Mà trở về vị trí của mình Tưởng chừng tối nay sẽ có một giấc ngủ ngon Nhưng không Ngay khi vừa thiêu thiêu vào giấc Thì tôi nghe thấy có tiếng hét lên còn chưa kịp phản ứng thì tôi bị một lực nào đó tác động từ phía sau Nó khiến cho tôi văng luôn xuống khỏi giường Vâng, là tôi vừa bị một thằng có trọng lượng khoảng gần 70 cân đá văng xuống khỏi giường Nằm dưới nền nhà, căn phòng bây giờ đã trở nên tối đen Tôi cố lò mò bám vào thành giường rồi nói với giọng tức giận Mày lại lên cơn à? Với tay tìm kiếm chiếc điện thoại, tôi mở flash lên Thì đã thấy thằng Kiên ngồi co rúm ở góc Thằng quỷ con này nó nhìn tôi Rồi lắp bắp nói Tao, tao, vừa, 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 lại gặp mà, mà sao phòng tôi om rồi Nó chẳng cần phải nói hết Thì tôi cũng thử biết là nó vừa gặp cái gì Tôi không trả lời nó Mà mở cửa phòng rồi nhẹ nhàng đi ra bên ngoài hành lang Nhìn lên tầng Thấy bóng đèn ngủ vẫn sáng Tôi nghĩ ngay điện mất là do Aptomat Vì nhà tôi lắp hai Aptomat Trên một cái dưới một cái nếu tầng 2 vẫn có điện thì chắc tầng 1 mất do nhảy Atomat mà thôi. Khi bật lại Atomat thì đèn phòng tôi cũng sáng lên. Lúc quay lại phòng thì tôi gặp mẹ tôi ở phía cầu thang. Bà nhìn xuống rồi hỏi nhỏ tôi. Làm cái gì mà mày hét toáng lên thế? Tôi chẹp miệng trả lời. Thằng Kiên tối nay nó ngủ ở đây. Chắc nó mơ mộng gì ấy thôi mẹ ạ. Trong mắt mẹ tôi thì thằng Kiên ngoan hiền lắm. Vậy nên là bà cũng chẳng có hỏi thêm gì nữa mà quay đầu về phòng của mình tôi ngay sau đó cũng bước về phòng nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại bây giờ mới là lúc tôi xử cái thằng óc chó này này mày vừa đã tao phát hơi đau đấy tôi dùng ánh mắt cay cú nhìn thằng kiên và nói nó chỉ tay xuống giường rồi lắp bắp với vẻ sợ hãi thì lúc đó sợ quá nên mới co chân lên đạp theo phản xạ chứ đéo ai nghĩ lại đạp chúng mày thằng này nó phản biện như vậy làm cho tôi cũng chẳng biết phải nói thêm gì nữa bất lực tôi ngồi luôn xuống cái ghế xoay trong phòng quay lại nhìn nói tôi nói với vẻ nghi ngờ hay là do hôm trước tao với mày chui ra từ cái hang động kia thằng kiên vẻ mặt suy tư sau đó nhìn tôi mà nói mà hôm ấy mày bị trêu chứ tao có bị làm sao đâu có theo thì cũng theo mày chứ theo đếch gì tao nghe câu nói của nó tôi nghĩ cũng thấy đúng nếu có theo thì cũng theo tôi chưa theo gì thằng kiên hay là mai tao với mày xuống ông chữ thầy chữ là thầy pháp có tiếng ở gần nhà tôi bói toán lễ bái gì là dân trong vùng đều tìm đến ông ấy cả thằng kiên lắc đầu ngoay ngoáy từ chối ý kiến của tôi mày điên à ông chữ biết cái gì mà xuống ông chữ để vài hôm nữa cả làng đồn tao với mày bị ma theo à cái ma theo thì là bình thường chứ có gì đâu Ai cũng nghĩ như mày thì cần gì mấy ông thầy bói thầy cúng nữa Tôi đáp lại lời nó Thôi, có nhờ thì cũng lên tìm ông nào cách xa đây một chút Chứ xuống ông chữ tao cứ thấy sao sao ấy Nghe thằng Kiên nói vậy, tôi thở dài mà đáp Hây, Giờ ở đây thì cũng chẳng có ông thầy nào Hay là giờ tao đăng bài lên mấy cái nhóm gần đây để hỏi nhé Tôi hỏi lại thằng Kiên Ừ, cũng hợp lý đấy Vậy mày đăng bài hỏi thử đi. Thằng Kiên suy nghĩ một lúc sau đó nó cũng đồng ý với ý kiến của tôi. Vì lúc này trời cũng dần về khuya, có đăng bài thì chắc cũng chả ai trả lời cả. Vậy nên tôi quyết định sẽ đi ngủ trước, sáng mai dậy rồi sẽ đăng hỏi cho nó sau. Giờ cũng muộn rồi, để mai đăng, giờ ngủ tiếp đi mày. Trở về giường tôi nằm xuống rồi nói với thằng Kiên. Ngủ gì nữa, mà máy tính mày có cài game không? Tao đánh lại vài trận cho đỡ đau đầu. Thằng Kiên đục rịch đời khỏi giường rồi hỏi lại tôi. Có game đấy, cứ bật máy lên mà đánh. Nhưng có chửi nhau thì cào phím nó nhỏ nhỏ thôi cho tao còn ngủ. Tôi gật đầu đáp lại. Thằng Kiên không nói gì mà cắm mặt luôn vào màn hình máy tính. Tôi sau đó cũng chả quan tâm nữa mà trùm chăn kín mít rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng loa phát thanh ngay ở sau nhà mặc dù rất muốn ngủ tiếp nhưng cứ hễ nhắm mắt vào thì lại bị những âm thanh xung quanh làm cho bật giấc trong đó bao gồm cả tiếng gõ bàn phím của thằng kiên nữa ngồi bật dậy nhìn thằng kiên lúc này vẫn đang đắm chìm vào màn hình máy tính thì tôi mới lên tiếng nói với nó sáng rồi đấy có ngủ thì ngủ đi để tao đánh nốt cho nói rồi tôi bước chân khỏi giường và đi lại đứng bên cạnh nó đây rồi đây rồi, xong trận đã. Thằng Kiên quay mặt ra đáp lại tôi. Nhìn hai quảng mắt nó giờ đen như cấu trúc, khiến cho tôi cũng phải bật cười. Thôi, cố làm gì? Chắc gì đã nhìn được cái gì nữa mà đánh. Giờ lên giường đi ngủ đi để tao đánh nốt cho. Vừa nói tôi vừa dùng tay đẩy đẩy thúc giục thằng Kiên, mau rời khỏi vị trí. Thôi đây, bố trả mày. Thằng Kiên bị tôi hành một lúc thì cũng đứng phát dậy sắc mặt nó bây giờ có phần cao có. Ngủ đi, lấy sức chưa dậy rồi tính. Để tao chơi xong vài ván game rồi tí nữa có gì tao đăng đàn hỏi cho. Nghe tôi nói vậy thì thằng Kiên cũng không nói thêm gì. Nó quay người leo lên giường ngủ. Đánh xong trận game thì cũng cần 6 giờ. Quay sang thấy thằng Kiên đã ngủ ly bì thì tôi mới rời khỏi phòng để làm vệ sinh cá nhân cũng như là ăn sáng. Xong xuôi với một cái bụng căng đét thì cũng 7 giờ quay trở về phòng việc đầu tiên tôi làm là đăng đàn để tìm sự giúp đỡ của mọi người rất nhanh tôi đã có những phản hồi đầu tiên cái tiêu chí chọn lọc của tôi cũng đơn giản lắm thứ nhất là không ở quá xa chỗ chúng tôi thứ hai là đã có kinh nghiệm trừ tả đuổi ma và cái thứ ba nữa là phải chung chung tuổi một tí lý do chọn người chung tuổi là vì tôi không quá tin mấy cái người trẻ mà có thể làm được cái nghề này nó chỉ đơn giản vậy thôi qua một hồi hỏi han thì tôi cũng chọn lọc ra được ba ông thầy phù hợp với tiêu chí của mình sau khi lưu tên tuổi số điện thoại và địa chỉ của ba ông thầy lại xong tôi nhìn thời gian thì thấy bây giờ vẫn còn khá sớm cũng chẳng có việc gì làm thế là tôi lại vào game để đánh vài trận cho giết thời gian vậy tới giữa trưa thì thằng kiên dậy ngay khi ngủ dậy nó hỏi tôi thế à, mày đã đăng bài hỏi cho tao chưa tôi gật đầu đang rồi, tao chọn được ba ông thầy, cách chỗ mình tầm 10 đến 15 km thôi. Giờ về cơm nước đi rồi chiều tao dẫn đi. Thằng Kiên nghe câu trả lời của tôi thì nét mặt cũng phần nào giãn ra, nó cật nhẹ đầu đáp lại. Ừ, về cơm đã, có gì chiều tao gọi. Cơm nước ngồi chơi tới tầm 13 giờ hơn thì tôi cũng nhận được cuộc điện thoại của thằng Kiên. Alo, đi chưa mày? thằng kiên hỏi trong điện thoại đi mày ra ngoài sân chờ tao trước đi giờ tao ra luôn đây tôi đáp lại rồi tắt máy mặc xong cái áo thay xong cái quần tôi dắt xe ra bên ngoài sân vừa ló mặt thì đã thấy thằng kiên đang đứng giặt dẻo đá đá vào mấy cái chậu cây cảnh trước sân nhà nó nhìn mày chán đời lắm thôi bảo cầm cái mũ bảo hiểm đi rồi đi tôi hất hàm nói với nó đi ở đây cũng đội mũ à thằng kiên hỏi ngược lại tôi mày không cần đội cũng được con áo đếch đâu mà cần phải đội tôi lên xe tôi thúc giục nó thằng kiên nghe tôi nói thế thì cười nhạt rồi quay đầu chạy vào bên trong nhà bước ra với cái mũ bảo hiểm trên tay nó nhảy tót lên xe tôi rồi nói nhà ông thầy đầu tiên cách chỗ chúng tôi chừng 7 km và tôi cũng không mất quá nhiều thời gian để đưa được thằng kiên tới đó tìm hiểu kỹ càng là vậy tuy nhiên khi tới nhà ông thầy này thì tôi lại chẳng hài lòng một chút nào cả điều tôi không hài lòng ở đây chính là dáng dấp của ông thầy này ông thầy có điều bộ ỏng ả lắm song gương mặt lại mang nét gì đó nhìn gian gian xét theo một khía cạnh nào đó trong nhân tướng học thì người ta hay gọi đó là mặt tiểu nhân đấy thiện cảm không có tin tưởng cũng không thế nên là tôi quay xe đi luôn đi được một đoạn thì thằng kiên mới lên tiếng hỏi tôi Sao chưa xem gì mày đã quay xe rồi? Tôi đáp. Tao nhìn là ông thầy này lươn lẹo lắm, không đáng tin một chút nào cả. Nghe tôi nói vậy, thằng Kiên chẹp miệng. Mày cứ nhìn mặt và bắt hình rong vậy thì... Thì thì cái cục ta cục tắc ấy mà thì. Hay tao quay lại cho mày với ông thầy đó nói chuyện với nhau nhé. Tôi quăng cho thằng Kiên một câu nói rồi vặn mạnh ga. Chiếc xe thốc lên một cái chấm dứt luôn cuộc đối thoại của hai thằng. Tới nhà ông thầy thứ hai thì bọn tôi mất khoảng 15 phút đi xe nữa. Dừng lại tại một ngôi nhà khang trang nằm ngay mặt đường quốc lộ. Tôi quay lại nói với thằng Kiên. Đúng nhà này rồi, mày nhảy xuống gọi thử xem nào. Tên ông ấy là Tam. Thằng Kiên nghe theo lời tôi nhảy khỏi xe. Nó đứng bên ngoài cánh cổng rồi gọi lớn. Ông Tam, ông Tam có nhà không ạ? Ấy ơi, thầy, thầy, thầy gọi là thầy Tam cho nó phải phép nghe thằng kiên gọi chẳng vào tai gì nên tôi mới nhắc khéo nó thằng kiên gật gật đầu rồi gọi lại thầy tam thầy có ở nhà không thầy tam gọi vẻ hồi thì bên trong nhà cũng có người phụ nữ đứng tuổi chạy ra bà ấy đứng sau cánh cổng nhìn hai thằng bọn tôi rồi hỏi hai cậu à, tới đây tìm ai thằng kiên quay ra nhìn tôi một cái rồi quay lại bà ấy mà trả lời bác à, cho bọn cháu hỏi đây phải là nhà thầy Tam không ạ?" À? Bà bác gật đầu và hỏi lại. "Đúng rồi. Thế à, hai cậu tới đây có chuyện gì?" Thấy thằng kia nằm ở không biết trả lời sao, nên tôi mới bước xuống xe, rồi đi lại trả lời thay nó. Ừ, chúng cháu đến là muốn nhờ thầy xem có tí việc bác ạ. À. Không biết thầy có nhà không ạ?" À? Bà bác gật đầu tiếp. "Ờ à, ờ à, vậy hai ba hôm nữa hai cậu quay lại nhé." chưa ông nhà tôi hiện giờ đang đi công chuyện trên hà nội mất rồi ừ vâng vâng nếu thầy không có ở nhà thì thôi bọn cháu xin phép ạ à. tôi cúi nhẹ đáp lại rồi sau đó kéo kéo tay thằng kiên ra hiệu cho nó quay trở lại xe Mày đèn lắm thôi giờ còn mỗi một ông thầy nữa thôi tới đó xem như thế nào tôi nói với thằng kiên ờ đi thôi chứ biết làm sao bây giờ thằng kiên thở dài đáp lại cả hai thằng tôi sau đó di chuyển tới nhà ông thầy thứ ba đây cũng là hy vọng cuối cùng trong ngày hôm nay của hai thằng chúng tôi đứng trước một ngôi nhà mái bằng có diện tích khá rộng tôi ngó ánh mắt nhìn vào trong rồi cất giọng gọi thầy lâm thầy lâm có nhà không ạ à? lời vừa dứt thì bên trong nhà có con chó mực chạy sộc sộc ra ánh mắt con chó nhìn hai thằng bọn tôi một cách dữ dằn miệng không ngừng sủa vang khiến cho những người đang đi xung quanh cũng phải dừng lại và chú ý tới hai thằng bọn tôi. Thằng Kiên lúc này cũng tiến lại cổng, nó ngồi sụp xuống rồi đưa tay về phía con chó mực, miệng huyết sáo mấy tiếng như thể đang làm quen với con chó. Ui! Con chó ngoạm một cái khiến cho thằng Kiên cau mặt, Đột tay ngay lại. Nó đã không quen rồi còn cứ đưa tay ra, lỡ ngớ nó đập cho cái thì lại phải về chữa bệnh cả bệnh dại nữa đấy. Nhìn hành động ngu ngốc của thằng Kiên, tôi không thể im lặng được. Gọi lại đi xem nào. Thằng Kiên nhìn vào trong nhà rồi nói. Tôi gọi thêm hai ba câu nữa thì bên trong nhà cũng có người đi ra mở cổng. Là một người đàn ông trung niên tuổi trường ngoài 50. Ông ta mang trên mình một chiếc áo sơ mi cộc và chiếc quần tây nhìn khá lịch sự. Mặc dù chưa biết ông ấy là người như thế nào, nhưng chỉ vậy thôi cũng phần nào tạo được cho tôi một chút thiện cảm hai cậu tới đây tìm ai người đàn ông nhìn hai thằng tôi với ánh mắt đôn hậu rồi hỏi thầy thầy là thầy lâm phải không ạ à? tôi kính giọng mà hỏi lại để xác nhận đúng rồi dạ chẳng là hôm nay bọn con tới đây là cũng có việc muốn nhờ thầy giúp ạ à? hai cậu vào nhà đi thầy lâm giữ lại con chó mực sau đó ông mở to cánh cổng rồi đưa tay mời bọn tôi vào bình thường những cái tâm linh này chỉ đàn bà con gái hay đi xem là nhiều chứ đàn ông con trai có mấy ai đi bao giờ đâu nay tự dưng loài đâu ra hai thằng được rửa nên nhìn mặt thầy lâm lúc này có phần ngợ lắm vào bên trong nhà phòng khách ngôi nhà cũng không quá rộng trong phòng cũng không có bài trí gì quá cầu kỳ chỉ có một bộ bàn ghế tiếp khách và một kệ trưng tivi mà thôi thế hai cậu muốn nhờ việc gì nào thầy lâm rót hai chén nước đẩy về phía bọn tôi sau đó ông nhìn hai thằng mà hỏi tôi quay sang thằng kiên và muốn nó trả lời cho câu hỏi này của thầy lâm tuy vậy nhưng thằng kiên lại ra hiệu như muốn tôi nói thay cho nó người bạn này của con mấy ngày hôm nay hay gặp phải ác mộng qua những gì nó kể và tìm hiểu thì con nghi nó bị người âm theo vậy nên hôm nay bọn con tới đây mong thầy xem giúp ạ à? Tôi vừa trình bày vừa chỉ tay sang phía thằng Kiên. Thầy Lâm nghe xong thì nhấp chén nước rồi nhau mắt nhìn hai thằng. Ông sau đó đứng dậy rồi chậm rãi mà nói. Vậy hai cậu cứ ngồi đây uống nước. Chừng 10 phút nữa tôi quay lại rồi sẽ xem cho hai cậu. Vâng. Cả hai thằng bọn tôi đồng thanh đáp. Mặc dù chẳng biết thầy Lâm định đi đâu. Thầy làm gì mà bắt tao với mày chờ ở đây nhỉ? Thằng Kiên ngoái đầu nhìn theo lối hành lang, sau đó kéo nhẹ tay tôi mà hỏi nhỏ. Tập biết làm sao được cơ chứ, nhưng mà mỗi ông thầy có một cách xem khác nhau. Có lẽ là thầy đang chuẩn bị cái gì đó để coi cho mày đấy. Tôi trả lời cho câu hỏi của thằng Kiên. Hai thằng chờ đúng 10 phút thì thầy Lâm cũng từ trong nhà đi ra. Trên tay ông bây giờ còn cầm theo hai quả trứng gà nữa. Thấy lạ lạ, tôi tò mò mà hỏi nãy giờ thầy đi luộc trứng à thầy lâm ngồi xuống kế, sau đó mỉm cười gật đầu mà đáp ừ, đúng rồi giờ cậu ngồi lại gần lại đây để tôi xem nào ánh mắt thầy lâm lúc này đã nhìn sang phía của thằng kiên cậu cứ ngồi gần lại đây rồi để tay lên bàn này là được thằng kiên lúc này ngơ ngác chưa biết làm sao thì thầy lâm lên tiếng tiếp vừa nói ông vừa đưa tay lên hướng dẫn Thằng Kiên lúc này mới cật cật đầu Rồi làm theo những gì mà thầy Lâm nói Cậu ở sắn tay áo cao lên một chút nào Thầy Lâm tay cầm quả trứng cả Rồi chỉ vào tay áo thằng Kiên Vâng Thằng Kiên gật đầu rồi sắn cao tay áo của mình lên Thầy Lâm sau đó một tay giữ ở bắp tay thằng Kiên Tay kia thì cầm quả trứng cả Không ngừng lăn đi lăn lại ở phía cổ tay Vừa lăn Miệng thầy Lâm còn đọc lẩm bẩm câu từ gì đó được rồi. Qua chừng 5 phút như vậy thì thầy Lâm thu tay lại. Ông đặt quả trứng gà sang một bên, sau đó nhấp chén nước rồi nói tiếp. Hai cậu ngồi đây chờ tôi thêm 5 phút nữa nhé. Tôi đi vào trong một lúc rồi ra ngay thôi. Mặc dù mong ngóng kết quả lắm, nhưng việc của thầy thì mình cũng làm sao mà cấm cản được. vâng, thầy cứ làm việc của mình ạ. À. Tôi lên tiếng đáp lại. Thầy Lâm gật đầu, sau đó cầm theo quả trứng gà đi thẳng vào bên trong nhà. Thằng Kiên bây giờ mới giật giật tay áo tôi mà hỏi. "Thầy làm gì mà cứ ẩn hiện trong bí hiểm thế nhỉ?" "Ừm, thì thường trong mấy bộ phim hay mấy câu chuyện tao đọc ấy, là các ông thầy này đang làm phép lên quả trứng gà đấy." Tôi quay sang trả lời thằng Kiên. "Làm phép á? Trứng gà thôi mà có cái gì để mà làm phép?" thằng kiên tò mò tròn mắt hỏi tiếp thì à, tí nữa ông thầy bóc trứng ra quả trứng mà bình thường thì không sao còn nhớ nó có vấn đề gì đó thì mày xác định xong rồi con ạ à. lý thuyết thì nó sẽ là như vậy đấy tôi nói và bộc lộ ra một biểu cảm nguy hiểm thằng kiên nhìn sắc mặt tôi như vậy thì có lẽ cũng chán nên chẳng nói thêm được lời nào nữa cả năm phút sau thì thầy lâm quay lại trên tay ông vẫn là quả trứng gà ban nãy Thầy Lâm từ từ ngồi xuống ghế Ông không nói gì Mà cầm quả trứng có luôn vào cạnh bàn Bóc xong lớp vỏ trứng Thầy Lâm mới nhìn hai thằng bọn tôi Và mỉm cười rồi nói Rồi Giờ để tôi xem cho cậu xem Có đúng là đang bị người âm theo hay là không Lời vừa dứt thầy thầy Lâm vỡ đôi quả trứng gà kia ra Ánh mắt hai thằng tôi bây giờ Cũng hoàn toàn chăm chú Theo từng cử chỉ của thầy Trời đất, quả trứng cả vừa bửa đôi ra thì tôi và thằng kiên không cầm nổi sự kinh ngạc mà thốt lên bên trong lòng trắng quả trứng cả bây giờ không còn là lòng vàng lòng đỏ như bình thường nữa thay vào đó là một thứ gì đó đen kịt nhờn nhờn đang không ngừng chảy ra cái thứ chất ấy còn tỏa ra một mùi hôi thối khiến cho bọn tôi vô cùng khó chịu ừ, sao, sao sao lại vậy hả thầy thằng kiên sắc mặt sợ hãi mà hỏi thầy lâm nét mặt trở lên trầm tư. Thầy Lâm thở dài rồi gật đầu tiếp. Ừ, đúng là cậu có người âm theo thật. Giờ cậu cho ta hỏi vài câu được không? Thầy Lâm nhìn thằng Kiên và hỏi lại. Thằng Kiên giữ vẻ sợ hãi mà tiếp lời. Ừ, vâng, thầy thầy cứ hỏi à. Thầy Lâm nhấp chén nước rồi hỏi. Chẳng hay những ngày gần đây cậu có tới đám tang đám dỗ nào của người chết không? Con không thầy ạ. À? vậy cậu có tới những nơi nào như là nghĩa địa hay một ngôi mộ hoang nào đó không đại loại là những nơi nào của người chết đấy nghe thể lâm hỏi lại thằng kiên lúc này mới quay sang nhìn tôi ánh mắt nó như đang muốn nói với tôi điều gì đó mày cứ nói đi hiểu ý tôi gật đầu thì nó nói tiếp vài hôm trước hai bọn con có vào một hang động và có đứng ở trong đó khoảng hơn một tiếng thầy ạ à? đặc biệt là trong hang động ấy thì còn có vài nấm mồ nữa ạ thằng kiên quay sang nhìn thầy lâm rồi trả lời thầy lâm sắc mặt ngẫm nghĩ sau đó thở dài mà đáp lại <laughs> vậy thì chắc đúng rồi có thể cậu đã bị vong hồn của một trong số các ngôi mộ đó đeo bám rồi vậy giờ thầy có cách nào giúp con không ạ à? thầy kiên lo lắng hỏi lại thầy lâm thầy lâm rơi vào trầm mặc mất một lúc thì ông mới lên tiếng trả lời. Um, trước mắt cứ để tôi làm cho một cái lễ nhỏ đã, còn sau đó thế nào tôi sẽ liệu. Lời thầy Lâm vừa dứt thì thằng Kiên hỏi tiếp. Vậy khi nào thầy làm lễ được à? Thầy Lâm chưa vội trả lời mà đưa tay lên bấm đốt, hạ tay xuống thầy Lâm tiếp. Tầm ngày kia thì cậu quay lại đây, lúc đó tôi sẽ làm cho cậu một cái lễ. Nghe thầy Lâm nói vậy mặt mũi thẳng kiên nhăn nhó ngay lại, nó thở dài mà nói: phải chờ đến tận ngày kia. vậy trong hôm nay với ngày mai thì chắc còn bị vòng hồn ấy dọa cho chết mất thầy ạ. À. có vẻ như cũng hiểu được nỗi lòng này của thằng kiên, thầy lâm gật nhẹ mà nói tiếp: tôi sẽ có cách cho cậu. dứt lời, thầy lâm hơi kéo tay áo của mình lên, sau đó tháo ra chiếc vòng tay được sâu bằng nhiều hạt gỗ của mình ra. Ông để lên mặt bàn mà nói tiếp Chuỗi chẳng hạt này Tôi mang bên mình cũng nhiều năm Ngoài là món đồ trang sức ra Thì nó còn giúp xua đuổi tà ma nữa Thầy tặng nó cho con sao Thằng Kiên nhìn vào chuỗi hạt bóng loáng rồi hỏi Không không Tôi chỉ cho cậu mượn đeo trong hai ngày Chờ tôi chuẩn bị làm lễ thôi Thầy Lâm mỉm cười đáp lại Thằng Kiên gái đầu cười gượng gạo Vậy vậy mà con cứ tưởng thôi giờ cậu cứ mang theo cái vòng tay này rồi về đi sáng ngày kia hãy quay lại đây tìm tôi thầy lâm nói rồi đẩy cái vòng tay về phía thằng kiên cảm ơn thầy nếu không còn việc gì nữa thì chúng con xin phép về trước ạ à? chào thầy ạ à. thằng kiên nhận lấy cái vòng tay rồi cúi đầu cảm ơn thầy lâm tiến bọn tôi ra tới ngoài cổng Thầy Lâm nhìn thằng Kiên rồi căn dặn lại. Cho tới lúc gặp lại thì cậu nhớ hãy luôn luôn mang theo chiếc vòng này đấy. Vâng, cảm ơn thầy ạ. À. Cảm ơn thầy Lâm một lần nữa, hai thằng tôi lên xe rồi ra về. Trên đường trở về, thằng Kiên vỗ vỗ vai tôi rồi nói. Đúng kịch bản mày nhé. Tôi không hiểu nó nói gì, nên quay ngang hỏi lại. Kịch bản gì? Thằng Kiên đáp lại Thì về quả trứng cái À Thì mày phải hiểu những gì trên phim Hay trong những câu chuyện cũng đều phải dựa trên những yếu tố có thật để xây dựng lên mà Tôi hiểu ý nên đáp lại Thằng Kiên không đáp lại lời tôi Qua gương xe tôi thấy nó nhìn xa xăm rồi nói một cách vu vơ Không biết cái vòng tay này có giúp được mình thật không Hai ngày sau theo hẹn trước thì hơn 8 giờ là tôi dắt xe ra ngoài sân để chuẩn bị đưa thằng Kiên tới nhà ông thầy Lâm kia một lần nữa. Ngày 1, ngày 2 vừa qua thì thỉnh thoảng tôi cũng sang nhà nó chơi và hỏi thăm nó. Đúng là pháp bảo của ông thầy quá khác. Thằng bé bảo đeo cái vòng đó vào là nó ngủ ngon lắm, chẳng hề có mơ mộng gì cả. Tôi còn hỏi đùa nó. Thật là đeo vòng phát thì không còn mơ mộng gì thật đấy. Ngon, không có mơ mộng hay gặp cái gì luôn thằng kiên vui vẻ gật đầu đáp nghe thằng kiên trả lời vậy tôi chọc tiếp đã không sao rồi hay mày cầm mẹ luôn cái vòng đi rồi không cần phải tới nhà ông thầy nữa đằng nào ông thầy đó cũng có biết tao với mày là thằng đếch nào đâu thằng kiên đưa tay lên nhìn cái vòng sau đó lắc đầu đáp sao được mày tao con người tử tế nhớ ngày xưa vtv họ có cái chương trình người tử tế ấy họ mời tao làm khách mời nhưng đợt đó tao bận học tiếng nên là từ chối đấy thôi thôi bố thì kinh rồi đúng là cái giống an yên một cái là nó cũng gió máy kinh thật quay trở lại hiện tại lúc này tôi đang ngồi bên ngoài xe để chờ đợi thằng kiên mãi mà vẫn chưa thấy nó xuất hiện tôi nôn nóng mà phải rút điện thoại của mình ra để gọi qua đồi bà hồi chuông thì thằng kiên cũng bắt máy nó nói luôn vào trong điện thoại với một vẻ gấp gáp. Đây, đây rồi, cho ta một tí. Mẹ tổ, tối qua đã nhắn tin như thế rồi mà hôm nay vẫn bắt bố mày về chờ. Tôi cắt lại bằng một giọng khó chịu. Xong câu nói đó thì tôi cũng cúp máy. Ngồi chờ đợi thêm được tầm 10 phút thì thằng Kiên cũng lững thững từ bên trong nhà đi ra. Nhìn đầu tóc quần áo bóng loáng, tôi ngơ ngác hỏi. Mày định đi hỏi vợ à, nhìn bén thế Thằng Kiên lắc đầu cười trừ Rồi nhảy tót lên xe của tôi Nó vỗ vỗ vào vai tôi Rồi nói Thôi đi đi không muộn Tôi không nói thêm gì nữa Mà vặn chìa khóa xe Rồi đèo thằng bé đi ngay Đi đường Nhìn thời tiết hôm nay nắng đẹp Lại phảng phất thêm chút gió mát Tôi mới quay ngang mà nói với thằng Kiên Thời tiết này đẹp thật Thằng Kiên ngồi phía sau đang cảm nhận thì cũng gật đầu đồng tình với tôi. Ừ, kệ mà không gì thì hôm nay đi chơi đâu đó thì đẹp. Cũng là đi đây còn gì nữa à? Tôi cười rồi đáp lại thằng Kiên. Chán lắm. Thằng Kiên thở dài buông lời. Ánh mắt nó giờ lại nhìn xa xăm. Coi bộ như thằng này giờ đang tận hưởng chút giây phút thoải mái trước một cơn sóng lớn nào đó sắp sửa ập đến. Dừng lại tại cổng nhà thầy Lâm hai thằng chúng tôi đều xuống xe và tiến về phía cánh cổng vẫn như ngày hôm trước vừa thấy sự hiện diện của bọn tôi con chó nhà thầy đã phi ra gầm cừ ánh mắt nó nhìn hai thằng tôi chẳng khác ngày hôm trước là mấy thầy lâm có nhà không ạ à? thầy lâm tôi cất giọng gọi rất nhanh bóng dáng của thầy lâm đã xuất hiện đứng sau cánh cổng thầy lâm mỉm cười nói hai cậu tới rồi đấy à đợi tôi một lát Tôi xích con chó lại rồi mở cổng cho hai cậu Dạ Hai thằng tôi gật đầu theo lời thầy Lâm Xích con chó ở góc sân xong Thì thầy Lâm quay lại mở cửa Tôi quay sang ra hiệu cho thằng Kiên dắt xe vào Còn mình thì đi vào bên trong nhà Cùng với thầy Lâm Khi có mặt đầy đủ Thầy Lâm rót mời hai thằng tôi chén nước Rồi nhìn thằng Kiên mà hỏi Trong hai ngày vừa qua Cậu thấy có điều gì kỳ lạ không? Không có gì thầy ạ à. Trong hai ngày vừa qua con ăn ngủ ngon lắm Không còn gặp ác mộng hay là nhìn thấy vong hồn kia nữa Thằng Kiên tươi cười trả lời Thầy Lâm nghe thằng Kiên trả lời vậy thì mỉm cười gật nhẹ Ờ, vậy giờ cậu có thể trả lại ta chiếc vòng được rồi Dạ Thằng Kiên gật đầu rồi từ từ tháo chiếc vòng tay ra Rồi đặt nhẹ lên trên mặt bàn Thầy Lâm lúc này cũng chẳng có nói gì mà cầm luôn lên chiếc vòng tay của mình. Ánh mắt ông quan sát mà nét mặt dần dần lộ ra vẻ bất an lắm. <laughs> chiếc vòng này của ta chắc cũng bỏ đi được rồi. Thầy Lâm thở dài rồi đặt chiếc vòng xuống lại mặt bàn. Tôi thấy tò mò nên mới cất tiếng hỏi. Thầy, thầy nói vậy là sao ạ? Thầy Lâm nhấp chén nước rồi cười nhạt và trả lời. Ai, <laughs> Chiếc vòng này ta mang theo bên mình cũng nhiều năm. Được cả chỉ chú tinh luyện thì phần nào cũng giúp bảo vệ cho ta tránh khỏi ma quỷ. Sự việc của cậu thanh niên này, ta chỉ nghĩ do vong hồn bình thường đeo bám. Vậy nên mới cho cậu ta mang cái vòng tay này. Chẳng ngờ. <laughs> Nghe thầy Lâm nói ngập ngừng như vậy, nó khiến cho bọn tôi càng muốn biết nhiều hơn. Tôi hỏi lại luôn. Chẳng ngờ làm sao hả thầy? vong hồn đeo bám cậu chẳng phải vong hồn bình thường nếu như hai cậu chỉ xuất hiện tại hang động đó mà không làm điều gì thì ta nghĩ vong hồn đó không thể nào mà có ác ý muốn ám hại theo cậu như vậy được thầy lâm trả lời rồi quay sang nhìn thằng kiên mà hỏi lại để mọi chuyện không gặp rắc rối giờ cậu cho ta hỏi một vài câu hỏi nữa được không ừ, dạ dạ thầy cứ hỏi đi ạ à? thằng kiên lắp bắp gật đầu đáp giờ hai cậu hãy trả lời thật cho ta ngoài việc chỉ đi vào đó thì hai cậu có làm điều gì có lỗi bất kính với các nấm mộ đó hay là không thầy Lâm đặt câu hỏi với một giọng đầy nghiêm nghị ừ, tôi thì chẳng có gì để mà nói cả quay sang thằng kiên thái độ của nó bây giờ lại có chút gì đó thay đổi một chút nghi ngờ trong tôi trỗi dậy tôi hỏi nó luôn mày có làm cái gì ngu xuẩn không thế Thầy Lâm lúc này vẫn giữ im lặng chờ đợi câu trả lời. Thằng Kiên im lặng quay sang nhìn tôi rồi nhìn thầy Lâm. Sau nó lưỡng lự một chút rồi cũng nhẹ mà gật đầu. Vậy cậu đã làm điều gì? Thầy Lâm như không muốn chờ thêm nữa nên lên tiếng hỏi. Thằng Kiên lại giữ im lặng. Có thể điều này phải khó nói lắm. Mày cứ nói đi. Có như vậy thì thầy Lâm mới có thể giúp được cho mày tôi nhẹ giọng cố gắng thuyết phục nó lúc lúc đi vào trong hang động đó do trời tối quá nên hình như còn đã dẫm qua một nấm mồ mộ, thầy ạ và và có thể lúc đó con còn còn đá phải lưu hương của nấm mồ ấy nữa tôi thực sự bất ngờ khi nghe được câu trả lời của thằng kiên quay ngoắt sang nhìn nó tôi chọn mắt mà hỏi mày nói thật mày đá vào lư hương mà mày còn không biết hay sao Thằng Kiên nhăn mặt đáp Thì lúc đó vào cái rồi ra bên ngoài đứng luôn còn gì Tao làm sao mà biết được chứ Chỉ là lúc đó tao cảm nhận như mình vừa đá phải một cái gì đó thôi Mày ở dẫm lên linh cữu rồi còn đá cả vào chỗ nhang khói của họ Xong cũng cứ ỉm ỉm đi Vậy tao có khi tao cũng muốn bóp chết mày đấy Tôi tức giận và nói với thằng Kiên Thôi nếu đã không biết thì không phải là người có tội Thầy Lâm giờ mới lên tiếng ngăn lại cuộc cãi vã của hai thằng bọn tôi. Nhấp chén nước, thầy Lâm nói tiếp. Nãy giờ tôi hỏi, cũng chỉ là muốn biết chắc chắn thêm nhiều thông tin thôi. Còn đàn lễ tôi đã chuẩn bị trong kia hết cả rồi. Giờ cậu với tôi đi vào trong đấy, tôi sẽ thử giúp cậu nói chuyện với phong hồn ấy. Hy vọng họ có thể bỏ qua mà tha cho cậu. Mời cậu theo tôi. Thầy Lâm đứng dậy nói tiếp rồi ra hiệu cho thằng Kiên đi theo mình tôi lúc này cũng đứng dậy theo nhưng đã bị thầy lâm cản ngay lại cậu cứ ngồi ngoài này đợi là được rồi nếu như vào trong đó nữa chẳng may có chuyện gì xảy ra thì một mình ta sẽ khó lòng mà lo liệu được trước cái vẻ ngây người của tôi thầy lâm cứ vậy mà dẫn thằng kiên đi về phía căn phòng nằm trong ngôi nhà đi phía sau thầy lâm thằng kiên không ngừng ngoái đầu lại ánh mắt nó nhìn tôi lúc đó ra điều lo lắng lắm Tôi không biết như thế nào nên cứ chẹp miệng mà gật đầu động viên để cho thằng bé bước vào thôi. Ngồi chờ đợi 5 phút, 10 phút, rồi 20 phút nhưng vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Mọi sự trong ngôi nhà lẫn căn phòng kia đều trở lên yên lặng tới một cách đáng sợ. <laughs> Phải đi ngang ngóng thử mới được. Cảm thấy khó lòng mà ngồi yên chờ đợi, tôi lẩm bẩm rồi nhẹ nhàng đứng dậy và rón rén đi về phía cánh cửa của căn phòng mà thầy Lâm với thằng Kiên đang ở bên trong. Hơi ghé tai về phía cánh cửa. Bên trong lúc này như vẫn chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Bởi vì đáp lại tôi lúc đó vẫn là một không khí gì đó yên lặng lắm. Cánh cửa bỗng chốc mở ra, một luồng khí lạnh tỏa ra khiến cho tôi không kịp phản ứng. Và cũng ngay sau đó thì giọng nói của thầy Lâm vang lên. Này, sao cậu lại đứng ở đây tôi giật mình còn chưa biết trả lời câu hỏi của thầy như thế nào thì thầy lâm lại tránh sang một bên rồi nói tiếp người bạn của cậu có lẽ hơi mệt giờ cậu vào đỡ cậu ấy ra bên ngoài giúp tôi dạ dạ vâng ạ à. tôi ngơ ngác đáp lại rồi sau đó đi luôn vào bên trong căn phòng nhìn sắc mặt thằng kiên lúc này nhợt nhạt chân tay thì mềm nhũn tôi không khỏi ngạc nhiên hỏi vừa vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra với mày vậy Thằng Ken nhìn tôi bằng cái ánh mắt mệt mỏi, sau đó thì lắc đầu mơ hồ đáp. "Tao tao cũng chẳng biết nữa, tao chẳng có nhớ chuyện gì vừa xảy ra cả." "Vậy là chỉ có mỗi thầy Lâm là người biết những gì vừa diễn ra." Tôi toàn quay lại sau lưng để hỏi thầy, nhưng mà giờ thầy đã không còn ở đây nữa, có lẽ là ông đã đi ra ngoài kia rồi. "Thôi, để tao đỡ mày đi ra ngoài kia, có gì thì hỏi thầy Lâm sau." tôi thốc một tay vào nách thằng kiên rồi nói với nó ờ đi ra bên ngoài thôi chứ ở trong này người cái mùi nhang khói ta cũng thấy ngột ngạt lắm tôi không nói thêm gì nữa mà chỉ gặt nhẹ đầu rồi đỡ nó cùng đi ra bên ngoài bên ngoài thầy lâm giờ đắp pha một ấm chè mới đang bốc khói nghi ngút thấy hai thằng bọn tôi đi lại thầy lâm chỉ ngước nhìn một cái chứ cũng không có đặt câu hỏi hay nói năng gì cả Vẻ bình thản này của thầy khiến cho tôi hiếu kỳ mà phải hỏi. Ừ, thầy, chuyện chuyện của người bạn con... Thầy Lâm vẫn giữ vẻ bình thản. Ông đưa tay rót lấy một chén nước chè rồi đưa lên trước miệng. Nhấp lấy một ngụm, thầy Lâm mới đánh ánh mắt sang nhìn hai thằng tôi. Chuyện của người bạn cậu xem như là cũng được giải quyết 80% rồi. Giờ chỉ cần làm một cái lễ để tạ tội với người ta nữa là xong vẫn cần làm thêm một cái lễ nữa hả thầy thầy lâm vừa dứt lời thì thằng kiên mấp máy môi hỏi ngay ờ à, đúng vậy nhưng lần này chúng ta sẽ tới nơi mà cậu gây ra sự việc để làm lễ thầy lâm gật đầu tiếp là hang động đó hai thằng bọn tôi nhìn nhau rồi đồng thanh với một câu nói đầy nghi hoặc đúng vậy chuyện cậu gây ra quả thực diễn ra tại đó và cũng thật may việc này không khó như ta đã dự đoán từ trước. Lời bọn tôi vừa dứt thì thầy Lâm cất tiếng đáp lại luôn. Thôi à, hãy cậu uống chén nước rồi nghỉ ngơi một chút đi. Sau đó ta sẽ ghi cho những gì cần chuẩn bị. Nếu không có gì thay đổi, ngày mai chúng ta sẽ tới đó luôn. Thầy Lâm rót hai chén nước đẩy về phía hai thằng bọn tôi rồi nói tiếp. Nhấp một ngụm nước trà tôi vẫn hơi băn khoăn về những chuyện đã diễn ra trong căn phòng ấy lúc ban nãy chẳng có gì ngại ngùng tôi lại hỏi thầy lâm ừ, thầy thầy cho con hỏi một chút được không ạ à? thầy lâm nhìn tôi vẻ không mấy ngạc nhiên có thể như là ông đã biết trước được cái điều mà tôi sắp hỏi cậu cứ hỏi đi thầy lâm gật đầu đáp lại vừa nãy trong đó thầy và thằng kiên đã làm gì vậy ạ à? thằng kiên lúc này cũng hướng ánh mắt nhìn chăm chăm về phía thầy lâm bản thân nó vốn dĩ cũng chả biết điều gì vừa xảy ra lúc nãy thật thầy lâm mỉm cười nhìn hai thằng bọn tôi sau đó thì chậm rãi trả lời chuyện là vừa nãy ta có dùng một cái lễ và vài câu chú để nói chuyện với phong hồn đang theo bám cậu này thầy lâm nói ra điều ấy khiến cho hai thằng tôi thất kinh ngạc nhiên mặc dù trước giờ tôi cũng hay nghe nhiều về việc người sống có thể nói chuyện được với phong hồn người chết nhưng chưa bao giờ tìm hiểu mà xác thực về điều đó cả này có dịp như thế này tôi không ngại mà hỏi lại thầy vậy vậy ra việc người sống mà nói chuyện được với vong hồn người chết là có thực hả à thầy thầy lâm nghe tôi hỏi vậy thì gật đầu cười nhạt mà đáp có thật nhưng mà cũng chẳng phải thật ý của thầy là sao ạ à? tôi khó hiểu thầy lâm lại mỉm cười mà tiếp Thật ở đây là thật từ chính những người sống đó cậu trai trẻ ạ. Để nói chuyện được với những vong hồn, thì người làm lễ phải là người rất am hiểu về tâm linh, chứ không phải học vài ngày vài tháng là có thể làm được điều đó đâu. Và quan trọng là họ cũng cần phải có một cái gọi là duyên nữa. À, mà ta nói vậy cũng không phải là để tân bốc bản thân mình lên đâu. Thầy Lâm nhìn hai thằng bọn tôi rồi cười trừ mà tiếp. Tôi là mờ hiểu ra ý của thầy. Quả thật đúng như lời của thầy Lâm nói, Hiện nay trong xã hội đang có rất nhiều ông thầy bói thầy cúng, hành nghề. Nhưng liệu được mấy người là thật? Hay đa phần chỉ là mang một cái mác ông thầy bà cô để đi gạt tiền thiên hạ? Nếu thầy đã nói chuyện với vong hồn ấy, vậy thì lý do vong hồn đó theo con là... Thằng Kiên bây giờ mới mấp máy lên tiếng hỏi thầy Lâm. Thầy Lâm thở dài gật đầu. À, quả đúng là do cậu đã phạm kính với họ nhưng à, vòng này là vòng lành họ chỉ muốn cậu nhận tội với người ta mà thôi mà nói tới đây được rồi giờ ta có điều này căn dặn hai cậu chưa kịp đợi bọn tôi hỏi thêm gì thì thầy lâm nói tiếp luôn dạ thầy cứ nói à tôi với thằng kiên kính cẩn đáp lại thầy lâm gật đầu để làm một cái lễ thì cũng cần có một số thứ phải chuẩn bị và những thứ đó đã được ta ghi lại vào đây cả rồi giờ hai cậu cầm lấy rồi xem xét chuẩn bị cho ký giúp ta thầy lâm dứt lời thì đẩy tờ giấy được ghi chép về phía hai thằng tôi mặc dù chúng tôi cũng chả biết tờ giấy này xuất hiện ở đây từ bao giờ thằng kiên cầm lấy tờ giấy lên xem xét tôi lúc này cũng ghé sát để đọc ké những thứ này chúng con sẽ chuẩn bị ngay thầy ạ à. thằng kiên gấp tờ giấy lại rồi nhìn thầy lâm mà nói thầy lâm gật đầu như vậy được rồi. Bốn giờ sáng ngày mai chúng ta sẽ xuất hành. Giờ hai cậu cứ về nghỉ ngơi đi. Ừ, vâng, nếu đã không còn việc gì nữa thì hai thằng bọn con xin phép ạ. À? Dạ, thầy nghỉ ngơi. Bọn con xin phép về ạ. À? Xong việc, hai thằng chúng tôi kính giọng chào thầy Lâm, rồi sau đó cùng nhau ra về. Trên đường trở về, thằng Ken tò mò mà ghé sát tôi rồi nói. Mày nghĩ ngày mai tới đó chuyện của tao có được giải quyết triệt đề không nghe thằng kiên hỏi tôi giảm ca xuống rồi quay ngang mà đáp thầy lâm vừa nãy đã nói chuyện này xong rồi tức là xong mày không cần phải lo lắng thêm gì nữa đâu ừ mà vừa mày để ý không thằng kiên hỏi nhưng tôi chưa biết nó hỏi cái gì nên tôi hỏi lại biết gì vừa thấy thầy lâm sắc mặt nhợt lắm thầy nói mai đi nhưng tao không biết mai thầy có đi được hay không nữa Tôi chẹp miệng tiếp Thì âm dương tiếp xúc mà Xong chuyện này Mày chịu khó xem mấy cái phim ma quỷ vào Xem ra mày cũng khá thông thạo mấy cái này nhỉ, Hay thôi giờ đang rảnh Mày xách ba lô đi học mẹ nó bói toán đi Sau đó về làm thầy lại ngon Thằng Kiên vỗ vai tôi cái bốp mà nói Cớm Mày nghĩ ai cũng học được cái đấy á Mẹ nếu tao mà có căn có cơ Thì tao cũng chả đi lâu rồi chứ Cần mày nói ấy Nhìn mấy ông thầy bây giờ đi Nhà toàn 3 tấm, xe thì toàn CX5 với Camry Thì ai mà chơi cho lại Tôi đáp lại Thằng Kiên nghe tôi nói vậy thì chẳng nói gì nữa Mà chỉ cười khà khà rồi vỗ vào vai tôi Gần về tới nhà, thằng Kiên mới ghé sát tai tôi mà nói Đừng có về nhà vội Giờ tao với mày đi mua ít đồ mà thầy Lâm can dặn đã Chiều mát rồi đi Giờ gần trưa cơm trưa rồi Nắng bỏ mẹ còn mò đi làm gì không phải vì tôi lười mà nói vậy đâu. Thực chất giờ nó cũng hơn 10 giờ rồi. Trời thì nắng nôi. Tôi ngồi cái yên xe mà còn cảm thấy chảy mỡ ra tới nơi rồi. Giờ mà lọ mọ đâm đường này rút đường lọ thì chắc tôi mệt chết mất. Đi luôn đi. Mua xong thì về ngủ đến tối luôn có phải sướng không? Thằng Kiên vẫn thúc giục tôi. Đéo, chiều rồi đi. Tôi thẳng thừng đáp lại. Rồi, chiều mà ngủ bố xăng chụp đầu mày dậy đấy thằng Ken hẳn giọng đáp lại. Bàn giao nó về nhà xong thì cũng gần 11 giờ. Ở nhà cơm nước thì cũng có mấy đứa em nó no nấu cả rồi, nên về một cái là chỉ cơm thôi. Căng ra bụng thì trùng ra mắt. Cơm nước xong thì tôi cũng leo lên giường ngủ luôn, chưa chả có làm gì hay đi đâu nữa cả. Chẳng biết bây giờ là bấy giờ, nhưng chiếc điện thoại của tôi đã réo lên những tiếng báo kêu inh ỏi. Với tay cua, cầm lấy chiếc điện thoại và đưa lên trước tầm mắt ra là, là cuộc gọi nhớ của thằng Kiên. Tôi toan mở cái khóa để gọi lại cho nó thì đợi nó đúng nhỏ. Do cái máy nó to quá nên tôi trượt tay. Cái điện thoại cứ vậy mà được thả tự do thẳng xuống mặt của tôi. Nhưng cũng may bị tôi phản xạ kịp nên cũng không thốn lắm. Tí nữa thì toang. tôi cầm lại chiếc điện thoại rồi bầm. Cầm hai tay mở khóa lại cái điện thoại cho chắc, tôi bấm mess thằng Kiên rồi gọi lại. Mày vẫn còn ngủ à? Thằng Kiên hỏi ngay khi bắt máy. Ờ, nắng nôi mệt không ngủ thì làm gì? Tôi đáp lại. Thôi, 4 giờ rồi, mày dậy rửa cái mặt đi rồi đi mua đồ với tao. Ờ, vậy ra ngoài sân đợi tao tầm năm phút. Tôi nói rồi tắt điện thoại luôn. Sau khi mặc bộ quần áo dài và rửa qua cái mặt cho tỉnh ngủ, thì tôi đi thẳng ra ngoài sân. Phía sau lúc này còn có tiếng chửi của mẹ tôi. Lại đi! làm thì không chịu làm, suốt ngày đi. Mày đi được thì mày đi mẹ luôn đi nhá. <laughs> có phải là tôi không muốn đi làm đâu. Mà thôi, chả bàn luận tới chuyện này nữa. Không làm là không làm chứ chẳng có lý do gì để mà giải thích cả. Bước ra đến ngoài sân đã thấy thằng Kiên ngồi trên xe đợi sẵn. Đi xe mày hứ? Tôi nhìn thằng Kiên mà hỏi. Ờ, xe nào chẳng được. Nhanh mắt trời rồi. Đi rồi về nghỉ ngơi, mai còn đi sớm thằng kiên đáp lại với giọng thúc giục tôi không nói thêm gì mà đội lên cái mũ bảo hiểm rồi leo lên xe của nó thằng kiên cho xe chạy rồi chở tôi đến một cửa hàng vàng mã tại đây họ bày ra đủ thứ nói chung người sống có cái gì thì ở đây cũng có cái đó tùy theo tỷ lệ một một hay một mười thôi hai cậu mua gì nào bà cô chủ quán thấy bóng dáng hai thằng tôi thì ngay lập tức mở lời dạ bọn cháu mua ít đồ lễ ạ nói rồi thằng kiên móc mảnh giấy của thầy lâm rồi đưa cho cô chủ quán xem xét nhìn qua một phát cô chủ quán vui vẻ nói ờ à, có ở đây cô có đủ cả hai thằng cứ đợi một chút để cô chuẩn bị bà cô toan quay người đi thì thằng kiên nói với lại mà cô đợi chút đã được không ạ à? cô chủ quán thấy lạ thì dừng lại rồi ngơ ngác nhìn thằng kiên Thằng Kiên lúc này lên tiếng tiếp Giờ cháu cứ mua rồi cho cháu gửi ở đây Tầm sáng sớm mai 3 giờ 30 4 giờ bọn cháu đến lấy được không ạ? À? Câu nói của thằng Kiên làm cho tôi khá bất ngờ Vội kéo tay áo nó Tôi nói nhỏ Mua thì cứ mang về chứ có gì đâu mà gửi ở đây Rồi sáng sớm đã phiền đến lấy cô chú ấy ra Thằng Kiên nhăn mày Mang về rồi để ở đâu? Chẳng nhẽ để ở nhà Thì mang về chả để ở nhà Mày sợ cái gì hay sao mà không dám mang về Tôi đáp lại lời thằng Kiên Giờ mang về kiểu gì ông bà bố cũng hỏi Rồi trả lời như nào Tao thì tao đã muốn giấu cái chuyện này rồi Thằng Kiên nói mà hơi trùng ánh mắt xuống một chút Ở ừ thôi, cứ để ở đây mai lấy cũng được Chỗ cô chú đầy ở Chợ sáng sớm ra là mở cửa rồi Chứ có phải gì đâu mà lo Cô chủ quán lúc này lên tiếng cắt đứt cuộc hội thoại của hai thằng bọn tôi Tôi nghe cô ấy nói vậy rồi thì cũng chẳng có ý kiến gì nữa cả. Kể chuyện mua bán của hai người họ thôi. Vâng, thế chúng cháu cảm ơn ạ. Thằng Kiên nghe được vậy thì mỉm cười cảm ơn cô chủ quán. 20 phút trôi qua, bà cô lúc này đã làm lấy hai bọc đồ. Bà gọi hai thằng bọn tôi lại rồi nói. Tất cả đều ở đây, hãy đứa kiểm tra lại giúp cô nhé. Dạ. Bọn tôi đồng thanh rồi mỗi thằng một túi mà kiểm tra qua một lượt sau khi thấy mọi thứ đã đầy đủ bọn tôi cảm ơn chủ quán rồi hẹn cô ấy sáng sớm ngày mai sẽ tới lấy trước khi ra về thì thằng kiên cũng không quên lưu lại số của cô phòng khi có gì bất chắc thì còn có cái để mà gọi nữa xong rồi giờ tao với mày về thôi thằng kiên sau đó quay sang nói với tôi tôi gật đầu ờ Mà giờ vẫn còn sớm có về làm cốc bia cho mát mẻ lấy sức mai đi không thằng kiên nghe tôi nói vậy thì xua tay ngay lập tức thôi thôi cả ngày nay ta cũng chưa nghỉ ngơi gì giờ đi bia nữa thì mai có khi ngủ mẹ quên mất biết tính thằng này nên tôi cũng không có cạ gẫm gì thêm nữa ờ ừ, thế thôi về sớm để nghỉ ngơi thằng kiên quay lại cảm ơn cô chủ quán một lần nữa sau đó thì hai thằng bọn tôi cùng nhau ra về buổi tối ngày hôm ấy thì cũng chẳng có gì để nói cả hai thằng tôi chủ yếu nói chuyện qua lại rồi hẹn sáng sớm mai sẽ dậy sớm để đi thôi. Về phần di chuyển thì Thằng Kiên cũng thuê xe của một ông anh quen biết đây rồi. Nói chung là cũng chẳng còn gì phải bận tâm tới nữa cả. Sớm hôm sau, tiếng điện thoại lại réo lên, tôi nhìn đồng hồ thì lúc đó như mới gần 3 giờ 30 phút thôi. Dậy đi rồi đi. Ông Quân ông ấy đánh xe lên tới cửa rồi đây này. Thằng Kiên nói ngay khi tôi nghe điện thoại, Mẹ bảo 4 giờ đi mà ba rưỡi đã đứng ở cửa rồi. Tôi đáp lại bằng cái giọng ngái ngủ. Đi còn lấy đồ nữa. Rồi đây tới nhà thầy Lâm mà không 4 giờ à. Thôi dậy đánh cái răng rửa cái mặt đi rồi ra sân. Tao với ông ấy đang đợi đấy. Thằng Kiên thúc giục rồi nó cúp điện thoại luôn. Bất cái điện thoại lại trên giường. Tôi lết cái cơ thể mềm nhũn ra khỏi phòng rồi đi về phía nhà tắm. Vệ sinh cá nhân xong thì cũng mất chừng 10 phút. Tôi thay vội bộ quần áo xong Sau đó thì mở cửa rồi đi ra bên ngoài Vừa mở cửa tôi đã thấy ông Quân với thằng Kiên đứng chờ sẵn Bảo nó nhanh lên mà cái thằng này lề mề vãi cứt ra anh ạ à. Thằng Kiên nhìn thấy tôi thì quay sang ông Quân nói Lề cái gì? Bảo 4 giờ đi thì bố mày biết 4 giờ Giờ mày hẹn 4 giờ xong ba rưỡi đã réo nhộn lên thì bố thằng nào mà đỡ được Tôi tiến lại gần rồi hàn giọng mà nói với thằng Kiên. Thôi à, đông đủ rồi thì đi thôi Đêm hôm ta lại đứng đây nghe hai thằng chúng mày cãi nhau à Ông Quân lúc này mở cửa Rồi nhìn hai thằng bọn tôi mà nói Nghe ông Quân nói vậy thì hai thằng tôi cũng không nói thêm gì nữa Mà lên xe luôn Tôi ngồi ghế trước cho thằng Kiên ngồi phía sau Tí nữa có gì thì cho nó với thành Lâm tâm sự với nhau Đầu tiên bọn tôi đến chỗ cửa hàng vàng mã để lấy đồ Lúc này cũng hơn 3 giờ 30 phút một chút Đúng khu chợ có khác, mới tầm mở thôi nhưng đã có cái không khí nhộn nhịp rồi. Và cũng thật may là nhà cô chủ hàng má cũng mở cửa rồi. Lý do thì chả biết là cô ấy bán vào giờ này hay do đã hẹn trước với chúng tôi nữa. Vừa bước xuống xe và đặt chân tới cửa quán, cô chủ quán đã ra đón. Hai cậu ở đến lấy đồ đấy à? Thằng Kiên lấy phép tiếp lời. Dạ vâng, cô cho bọn cháu lấy đồ ạ. Cô chủ quán gật đầu rồi sau đó đi vào bên trong mang đồ ra cho bọn tôi. Kiểm tra và nhận đủ đồ của mình. Chúng tôi cảm ơn cô chủ rồi sau đó quay trở lại xe. Thấy bọn tôi khuân ra một đống đồ, ông quân mới tò mò mà hỏi. Chúng mày cúng cái gì mà mua nhiều đồ lễ thế? Thằng Kiên cũng tỉnh. Ông quân hỏi thì nó chỉ bảo là đi du lịch. Và ở đây có một cái đền nhỏ lên là mua chút đồ để ghé vào đó làm lễ thôi. Ông quân sau đó cũng không hỏi thêm gì nữa mà cho xe di chuyển theo chỉ dẫn của bọn tôi tới luôn nhà của thầy lâm dừng xe ngoài cổng nhìn từ ngoài vào bọn tôi đã thấy đèn đóm trong nhà sáng quắc thầy lâm có lẽ cũng đã dậy và đang chờ bọn tôi do trời vẫn còn sớm nên bọn tôi cũng không muốn ồn ào gì vậy nên tôi bảo thằng kiên lấy điện thoại đã gọi cho thầy lâm thằng kiên đồng ý rồi rút điện thoại ra và gọi tới số của thầy lâm rất nhanh từ trong xe bọn tôi đã thấy bóng dáng của thầy lâm bước ra trên mình ông bây giờ còn khoác thêm một cái ba lô nhỏ nữa. Sau khi mọi người đông đủ và ổn định chỗ ngồi thì chiếc xe cũng từ từ mà lăn bánh. Đúng dân tài xế có khác, đi đường đi xá thông thuộc nên chỉ mất có hơn 2 giờ chút là đã tới nơi rồi. Trời lúc này cũng chỉ mới hơn 6 giờ một chút thôi. Theo chỉ dẫn của chúng tôi thì ông Quân cũng cho xe chạy tới chỗ đường lên hang động ấy. Lúc này chúng tôi để lại ông Quân đứng dưới chờ, còn ba người bọn tôi mang đồ rồi cùng nhau di chuyển lên hang động kia. Trời mấy hôm nay khô ráo nên bậc thang đi lên cũng không có trơn trượt gì. Hơn nữa bây giờ trời cũng sáng trưng nên tâm lý của tôi và thằng Kiên lúc này cũng thoải mái lắm. Đi được một đoạn, thầy Lâm mới lên tiếng. Núi rừng âm u, nếu mà có phong dữ nào ở đây mà không may các cậu động phải, thì chắc chỉ có nước mất mạng thôi. Chẳng biết lời thầy Lâm nói đùa hay thật, nhưng nghe vậy thôi thì hai thằng bọn tôi cũng cảm thấy rùng mình lắm. Lẹo mất 15 phút thì chúng tôi cũng tới trước hang động. Thầy Lâm quay lại nhìn hai thằng tôi rồi nghiêm giọng mà nói. Trước khi vào đây, chúng ta cần phải hành lễ đã. Dạ, tôi với thằng Kiên gật đầu đồng thanh. Thầy Lâm không nói thêm gì, chỉ gật nhẹ rồi tiến lại chỗ của tôi. Ông ra hiệu cho tôi mở túi rồi lấy ra bó nhang mang theo. Sau đó thì ông hỏi. Cậu có bật lửa chứ? Là một người đốt thuốc nên tôi có bao giờ thiếu bật lửa đâu Móc ngay trong túi ra cái bật lửa tôi đưa cho thầy Lâm bằng cả hai tay Dạ, con có đây thầy ạ à. Thầy Lâm gật đầu rồi mỉm cười nói Ừ, bỏ được thì bỏ đi, thuốc nó không tốt cho cơ thể đâu Nghe thầy Lâm nói vậy, tôi chỉ biết cái đầu cười với vẻ e ngại Con cũng biết là vậy, nhưng khó bỏ lắm thầy ạ à. Thầy Lâm không nói gì nữa mà chỉ mỉm cười rồi bật cái quẹt lửa về phía bó nhang. Bó nhang bắt lửa thì cháy phừng lên một cách dữ rồi. Thầy Lâm mặt chẳng biến sắc. Ông phất mạnh một cái thì lửa lập tức dập tắt. Hương khói lúc này cũng bay tỏa ra nghi ngút. Thầy Lâm sau đó cầm bó nhang rồi bước vào những nấm mồ đầu tiên. Bọn tôi cũng ngơ ngác mà theo sau. Đứng trước những nấm mồ, ông cúi mình hành lễ một cách tôn nghiêm. Sau đó thì thắp nhang cho từng nấm mồ một hai thằng bọn tôi đứng phía sau thì cũng lặng lẽ cúi mình theo ông làm xong thầy lâm chẳng nói chẳng rằng mà cứ vậy đi thẳng vào bên trong nhìn ông bước đi mà cứ như được lập trình sẵn vậy đi được khoảng hai mươi bước chân thì thầy lâm dừng lại ông quay lại nói với hai thằng bọn tôi tới rồi đây chính là nấm mồ mà cậu đã mạo phạm thằng kiên không đáp lại mà rọi ánh và lát xuống bên dưới chân của mình quả nhiên trước chúng tôi bây giờ đang là một nấm mồ bát hương của nấm mổ này đã được đổ hẳn ra. Tản nhang chân hương hiện đang vùng vãi hết cả. Lúc này không ai nói với ai lời nào, gương mặt mọi người đều trùng xuống cả. Thầy Lâm ngay sau đó chắp tay rồi cúi đầu kính cẩn. Bọn tôi thấy vậy thì cũng ngay lập tức hành lễ theo. Các cậu hạ đồ lễ xuống được rồi. Thầy Lâm sau đó quay sang nhìn hai thằng bọn tôi rồi nói. Theo lời thầy Lâm, chúng tôi hạ hai bọc đồ lễ đặt xuống mặt đất Ánh đèn phở lát lúc này vẫn được bật. Thầy Lâm từ từ đưa tay cởi bỏ hai bọc đồ. Sau đó thì lấy ra bịch nến cốc đã chuẩn bị. Vẫn cái bật lửa, thầy Lâm châm hai cốc nến rồi nhìn hai thằng bọn tôi mà nói. Hai cậu có thể tắt đèn ở điện thoại đi được rồi. Mặc dù ánh sáng từ hai cốc nến chả thấm vào đâu so với không gian hiện giờ. Nhưng thầy Lâm đã nói vậy rồi thì hai thằng bọn tôi cũng im lặng mà nghe theo thôi. Thầy Lâm tiếp đó sắp đặt đồ lễ trải hết ra nền đất, nào là tiền vàng, nào là bánh kẹo rồi hoa quả đầy đủ cả không thiếu một thứ gì. Xong xuôi, ông lại đốt thêm một bó nhang khác được cắm thẳng lên nấm mộ. Tư thế của ông lúc này cũng đã đổi, đầu gối ông quỳ xuống nền đất, hai tay chắp lại. Điệu bộ bây giờ ra phần tôn kính lắm. Và tất nhiên hai thằng bọn tôi lúc này cũng không còn đứng không nữa. Nền đất có bẩn có ẩm ướt thì chúng tôi cũng quỳ gối và chắp tay theo thầy Lâm. Thầy Lâm bắt đầu vài lại rồi đọc những câu từ rất nhỏ. Bản thân tôi lúc đấy cũng chẳng nghe được nó là cái gì. Chỉ biết qua mỗi đoạn rừng là thầy lại cúi đầu vái xuống một cái. Và tất nhiên bọn tôi cũng sẽ làm theo thầy. Sau 4 năm lần vái thì thầy Lâm bắt đầu thu tay xuống. Sau đó thì kính cẩn nâng bát lư hương đã đổ lên. Cũng vào giờ khắc này thì tôi cảm nhận thấy sau cái mình có một cái gì đó lạnh lạnh chạy qua. Quay ngoắt sang nhìn thằng Kiên. Ánh mắt hai thằng bọn tôi chạm nhau. Qua nét mặt của nó thì tôi biết chắc thằng này hiện giờ cũng cảm nhận được gì đó. Trong khi hai thằng vẫn còn đần mặt chưa hiểu gì, thì thầy Lâm đã bình thản mà cất tiếng nói nhỏ. Hai cậu không cần phải sợ đâu. Sau khi nâng lại bát lư hương, thầy Lâm cẩn thận lấy thêm một phần đất ở đó cho vào lư hương nữa. Làm xong mọi thứ thì thầy Lâm châm thêm ba nén nhang rồi cắm vào lư hương. Cùng với đó là vái liền thêm ba cái nữa. Hoàn thành tất cả thầy lâm mới thở dài rồi từ từ đứng dậy hai thằng bọn tôi lúc đó cũng đứng dậy theo thầy mọi thứ xong rồi hả thầy thằng kiên tò mò mà hỏi luôn thầy lâm <laughs> việc của cậu xong rồi giờ đợi chỗ nhang này cháy hết thì chúng ta có thể ra về thầy lâm vẻ mặt bình thản đáp lại thằng kiên nghe xong những lời này thì tỏ ra vui mừng lắm nó không ngừng nói những lời cảm tạ thầy lâm tuy nhiên dù sao ở đây cũng là nơi chôn nên thầy lâm gật đầu nhỏ nhẹ mà nói có gì chút nữa ra ngoài chúng ta nói chuyện ở đây là nơi yên tĩnh không nên nói quá nhiều còn à, nếu cậu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn những người ở đây bởi vì họ đã không chấp đến cái hành vi của cậu nếu không dạ con hiểu rồi thầy ạ à. thằng kiên gương mặt trùng xuống đáp lại lời thầy lâm sau đó thì nó bước lên phía trước ngôi mộ và hành lễ một cách tôn kính nhất. Có lẽ đây chính là cách mà nó cảm ơn theo những gì mà thầy Lâm đã nói. Ở trong hang động này thêm 15 phút nữa thì nhang khói cũng cháy hết. Theo lời thầy Lâm, chúng tôi cẩn thận thu dọn tất cả đồ đạc lại. Sau đó thì cả ba người cùng di chuyển ra bên ngoài cửa hang. cúi đầu tôn kính với các nấm mộ một lần nữa. Sau đó thì ba người chúng tôi rời đi. Trên đường đi xuống, ba người chúng tôi cũng có một cuộc trò chuyện khá dài với nhau chủ yếu vẫn là những lời khuyên từ thầy Lâm. Ngụ ý là sau này có đi đâu hay làm gì thì cũng nên để ý một chút. Nếu như gặp những vong lành thì không sao, nhưng chẳng may gặp vong dữ thì chuyện sẽ rất khó giải quyết, thậm chí là còn phải mất cả mạng của mình để đền tội nữa. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Nguyễn Oren. Không biết quý vị cảm nhận câu chuyện như thế nào, hãy để lại bình luận cho thuận được biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại chúc quý vị ngủ ngon